xong rồi tâm sự thì em cũng thiệt thà kể. Kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe xong rồi chú an ủi. Bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó, không biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn này được không? Cháu vô mánh chú rồi. Chú nằm giường đó đi, cháu nằm giường này. Thì em mới bụm miệng em cười, cổ chỉ cái ghế tình nhân á, là cái giường đó đó. Nó nói tối ngủ giường này. Cái vừa nghe xong thức trắng nguyên đêm luôn. Như qua đường thôi. Không tin có nghĩa được. Là cái miệng anh này miệng. Là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Mình lo lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong rồi. Đúng giờ mình sao đây? Bỏ mình với Cần Thơ luôn. Dạ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên của ngày hôm nay. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Nhân Hoàng, em sinh 1986, năm nay em 36 tuổi. Bây giờ nhìn tôi với chị Dân nè, như người đó. Dạ. Công việc gì, dạ. Nhà ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tài xế, em nhà quận 4. Mình là tài xế cho xe của mình hay là cho một công ty nào đó? Dạ, em chạy xe tải. Xe tải luôn. Dạ. Chạy dữ lắm nè. Giải nắng dầm sương. Xin mời cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thị Phương, 31 tuổi. Em đang làm sale bên tài chính. Lần đầu tiên người anh chàng tài xế này tiếp cận với cái cô làm tài chính này như thế nào? Hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt á, cái thấy bạn này á đẹp gái quá, mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen. Cứ lâu lâu á cái thấy được bạn đó mở quán cà phê, mình tưởng gần đây, mà ai ngờ dưới Bình Dương lận. Hồi lỡ thích rồi. Thằng xuống Bình Dương uống. Xuống dưới luôn. Ở tuốt dưới chỗ thành phố mới đó anh chị. Lúc đó là em đi xe tải xuống em muốn hay là em đi xe máy? Lúc đó chưa có làm tài xế với chị. Mà đi xe Honda xuống. Em đi với bạn em xuống. Bao lâu rồi cưng? Năm 2016. Cũng 5 năm rồi. Nhưng mà lúc đó là cũng như là mình cũng như đơn phương thôi. Chỉ là kết bạn trên Facebook thôi đúng không? Thôi. Nhưng mà có trò chuyện với nhau qua tin nhắn được không? Cũng chưa nói chuyện luôn. Lúc mà nói chuyện cái cuộc gọi đầu tiên em gọi điện thoại hỏi ủa em quán cà phê mình của mình đâu anh quên rồi. Bạn đó mới nói là ở Hòa Lợi gì vậy á. Em chạy xuống luôn, nhìn thấy mẻ. Trời ơi, ở ngoài mẻ còn đẹp hơn trên hình nữa. Nhìn thấy mẻ. Mà bạn đó cũng chưa biết mình luôn nữa. Bây giờ thôi bây giờ thằng Trả ngưng lại xíu. Em lần đầu tiên em gặp thằng Trả thì em thấy làm sao? Đi uống cà phê á mà đổi cái kết lụp sụp y giống như là dân ăn cướp hay là ăn trộm. Em mà đi xuống là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Chị hỏi chi tiết này nè, sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về á là tương tư liền. Tương tư là đương nhiên rồi đó, nhưng mà trên Facebook á em có mí ra là anh đã chính xác rồi chị, đúng tâm lý luôn á. Đúng không? Làm thơ liền, tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Lúc đó em không để hình mặt em. Rồi ngày sau em mới chụp hình. Rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ. Bồ sao? Đẹp trai lắm nha. Anh chị mà biết Kim Thành Vũ á. Biết trai Kim Thành Vũ luôn á. Bạn nước hoa đó. Dạ. Mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á. Trời ơi rồi. Như người mình thích á anh. Mình hay vô á, mình mò mình coi á. Là thấy hình của bạn trai cổ luôn. Đẹp trai lắm. Mà em có từ bỏ ý định đó không? Hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu mà cô gái này đẹp quá, nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt, cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi. Là mình làm bạn chấp nhận là tình đơn phương, tình đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Ví dụ như cô đó cần cái gì, chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự cái gì chi kỹ vậy anh. Nói chung là ngoài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm đêm về mình cầu nguyện cho cổ chia tay đúng không? Sợ sao tâm lý luôn á. Đúng không? Mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn. Trời ơi, cuối cùng chia tay thiệt luôn. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn này bạn chia tay? Bạn này á thì hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. Em biết, em vô mang ủi. Đó là tấn công đúng không? Không có dám. Thế kiểu giống như mình biết thân biết phận mình á anh. Trong tay mình còn hai bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cổ đẹp, toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi không mà. Mình âm thầm mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn mà. Nhờ em xuống em muốn cà phê vậy á. Thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Nhờ em xuống em muốn cà phê. Thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Chia tay rồi dẹp quán nữa.
Dạ. Lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở, rồi tụi em cũng đi chơi chung. Lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Lúc chia tay anh đó thì là có làm bạn với anh này rồi, mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ. Cái gì cũng nói hết. Mà hồi đó gọi thằng chú cháu không à, chứ không có gọi anh em. Chú dẫn đi chơi xong rồi tâm sự thì em cũng thiệt thà kể. Kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe. Xong rồi chú an ủi. Bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó, biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn này được không? Cháu vô mánh chú rồi. Đã không chết luôn. Đã, nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa thương thương theo kiểu gì. Thì cổ cũng không nói. Một thời gian sau, trước khi cưới năm 2019, 30 tháng 4 á, em thương quá rồi. Thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ đối với mình như thế nào. Em mới giả bộ em nói á, về một cái người nào đó đó, là em muốn gắn kết với cái người đó ở ngoài chỗ khác á. Kiểu nó đại gì đúng không? Nó đại gì á. Ai ngờ, tỏ tình mình luôn. Tỏ tình sao? Tỏ tình sao đâu? Nói bây giờ 2 năm nữa mà chú có nhà Sài Gòn đi, tụi mình sẽ là một cặp. Nghe lúc đó của sao quan này nè. Cái em mới hỏi tiếp, em mới hỏi là ủa vậy là sao, cặp là cặp gì? Thì người yêu thì ra là có tình ý với mình lâu rồi. Cổ nói có thích rồi đi chơi. Đi đâu? Có đi không? Dạ đi chứ, lại đi liền. Lần đầu tiên cái đó là đi là đâu? Vô tình thôi. Lẽ ra là em về nhà ở dưới Đắk Lắk ấy, mà chị dâu á kêu là để chị vô chơi, mà đến gần ngày đó là chị lại báo là chị không vô chơi nữa. Cuối cùng em đâu có đặt xe về Đắk Lắk được đâu. Cuối cùng không có ai đi chơi, phải đi chơi với chú. 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 Mà đi đâu? Miền Tây. À, Cần Thơ nữa, phải đi Cần Thơ, em đẩy xuống Cần Thơ luôn. Bến Ninh Kiều. Rồi bắt đầu chú cháu đi Cần Thơ. Thì có ở lại đêm rồi không? Rồi đêm chứ. Nhưng mà chưa chịu đi. Nói ở xuống dưới rồi qua đêm mà sao được. Thì em mới dụ, thôi thì mình thuê 2 phòng đi. Bạn này cũng như tính em rồi, đâu biết em quỷ ma đâu. Đâu biết em quỷ ma đâu. Đi heo đi chơi cái xuống khách sạn, mướn 2 phòng. Nhưng mà em fan với lại ông Lễ Tân á là nói hết phòng còn có phòng. Thôi, lấy phòng lên. Lên phòng có một giường thôi, không có phòng 2 giường nữa. Phòng giường, em dẫn cô vô nó thôi giờ hết phòng rồi, tối rồi. Có gì em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất. Xong rồi vô, mẹ thấy nói ủa ở này có 2 cái giường nè, tối chú nằm giường đó đi, cháu nằm giường này. Thì em mới bụm miệng em cười, cổ chỉ cái ghế tình nhân á là cái giường đó đó. Nó nói tối ngủ giường này. Cái vừa nghe xong thức trắng nguyên đêm luôn. Cái ghế đẹp quá, nghĩa là em nói cho cổ biết cái ghế đó, ý nghĩa của cái ghế đó đúng không? Ý nghĩa cái ghế đó. Mẹ mắc cỡ mẹ qua đây ngồi. Rồi nguyên đêm thì sao? Thức luôn, 2 đứa thức trắng luôn. Thức trắng luôn. Không làm ăn gì hết. Đâu có chịu qua nằm chúng em đâu. Em mới dụ, mình thương nhau đến già nha. Mình thương nhau mà sống nha. Cái cô gật đầu, cái lại nằm trong gạo nó ăn cơm. Là đêm thứ, là đêm đó luôn hay là qua đêm sau? Ở có ngày à, tại vì làm nữa. Xong xuôi là đêm đó luôn, đúng không? Chị gì tới là tới luôn. Cuối cùng là 2 đứa gạo nấu thành cơm ở đâu? Ở gạo trắng nước trong. Gạo trắng nước trong. Mà là cái giường cô chọn hay là cái giường em chọn? Hai giường luôn. Hai giường mà, phòng 2 giường mà. Ôi ai nói cái đó em không thích nha. Cái giường đó em thấy nó khó nào. Cấn đúng không? Đâu á, làm gì được đâu, thật sự luôn á. Gọi là giường, cái giường tốt, giường em cho chú. Đưa cái giường kia. Cháu chấp nhận là ngủ giường kia. Không có em á. Đó rồi, đúng chính xác là cái ghế em. Sao này biết, đúng lúa luôn. Hồi nào đi đâu biết, đâu có vô khách sạn nào đâu. Như vậy là sau đêm đó là đổi cách xưng hô luôn đúng không? Yeah. Chứ sau còn đêm đó là cháu nữa. Giận em. Giận em, cho đâu. Nhưng mà do em năn nỉ quá quyệt em quỷ quyệt á. Thương nhau tới già nghe em. Thương nhau tới già nha. Là giận luôn đó. Giận nha. Cái giận về đầu chia tay em luôn. Sao em gái dạ. Sao giận ảnh vậy? Đậu trò đâu. Kiểu như là không có quen. Với lại nghĩ cái này chắc là chỉ kiểu như qua đường thôi. Không tin nghĩa được là cái miệng. Anh này là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Yeah. Mình lo lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong rồi. Đúng giờ mình sao đây? Bỏ mình với Cần Thơ luôn. Rồi giận bao lâu? Giận lâu không? Giận có ngày thôi rồi bạn đó về Bình Dương. Em đi heo năn nỉ, em xuống dưới, trời nắng chang chang á, vừa xuống mời em ăn bơ rồi, giống như muốn em mắc nghẹn hay gì, trả thù hay gì. Rồi nói nghe nè, sau cái bữa đó là bao lâu thì em mới cầu hôn với cô gái này?
thấy mẹ đẹp quá. Thì mình nói chung cao thủ bằng tranh thủ mà. Cao thủ bằng tranh thủ mà. Thì hạ thủ di tường chứ. Năn nỉ cưới liền. Đồng ý á. Người ta giận Tuần là tại vì người ta sợ đó, sợ là ông xong ông quốc ngựa tri phong. Ai về ông không như vậy mà ông cầu hôn người ta là người ta nhận liền chứ mặc gì, đúng không cưng? Nhưng mà cầu dạ, cái là em đồng ý liền hả? Dạ chưa. Chưa luôn, tại lý vì do? Em kiểu như là sợ lấy chồng, chưa có tự tin lắm. Sợ lấy chồng về rồi không ông có được do như, như bình thường á. Kiểu không được đi đâu đó chơi cái này kia nọ. Sợ có cái cuộc sống nó gò bó kiểu mẹ chồng nàng dâu á. Ta cũng sợ. Lo dạ. Rồi tại sao em lại đồng ý chấp nhận làm vợ ảnh? Dạ tại vì thôi lỡ rồi bây giờ bị ấy rồi. Thương quá rồi. Tự nhiên hai bên nhà biết rồi kêu cưới. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Khoảng 1-2 tháng sau á. Lúc đó 30 tháng 4 chị. Là đám cưới là 27 tới tháng 8. Cũng nhanh là đó. Mấy tháng? 28 tháng 7. 28 tháng 7. Hình như là em đang có em bé phải không? Dạ đúng vậy. Đúng rồi. Ủa vậy hả? Mấy tháng vậy? Dạ em 6 tháng rồi ạ. Wow, như vậy là hai đứa lấy nhau mấy năm thì mới có? 2 năm thả dính liền. Ồ. Em ấy mà. Kế hoạch 2 năm đúng không? Kế hoạch 2 năm đúng không? Xong rồi gia đình khoái cháu quá. Em kể chuyện này nghe mắc cười lắm. Em xuống nhà lần đầu tiên đâu dẫn ai về nhà đâu hồi xưa đến giờ. Cưới rồi dắt em về nhà, trời ơi, ba mẹ mừng lắm luôn, mừng lắm. Em thấy sắn sắn lên giống như là dạ được. Em thấy trời, em thấy em có giá ghê, thấy em có giá ghê. Nhìn bà già vợ dễ thương lắm luôn á. Trời ơi, sắn. Cảm ơn bà già vợ không? Cảm ơn bà già vợ. Dạ nói chung là hôm nay có được dịp con lên chương trình này, con cũng cảm ơn ba mẹ với anh chị em của vợ con là những người rất là tuyệt vời mới sinh ra với lại nuôi dưỡng người vợ con ngày hôm nay, là một người con gái cực kỳ tử tế đoan trang. Thì là rồi mời ngồi xuống. Bây giờ đến tuần thứ hai luôn nè, lấy nhau được hơn 2 năm rồi ha. Tháng 7 này mới tới 2 năm á chị. Về nhà rồi anh này anh có tật xấu gì không? Có cái ông bạn hồi xưa cũng đi chơi chung với em với ổng. Hai người cứ thủ thiện nói xấu vợ không? Em không biết em có cái gì xấu mà hai người cứ đá mắt với nhau vậy đó. Ông kia có vợ chưa? Dạ chưa. Không, chưa có vợ. Vậy dạ, là chỉ có nói xấu một bà vợ thôi. Cái chừng ổng là cà xanh. Đúng rồi, em còn cà xanh. Em còn nghĩ để ý cái tay tôi nè. Chơi với nhau mấy năm rồi. Ủa? Cuối cùng là hai ông có BD không? Em hỏi thẳng luôn. Hỏi thẳng luôn. Coi như là dính chặt nhau mà lại nói xấu tôi. Đúng rồi. Nhưng mà em có... mỗi lần mà em đi chơi chung, lúc lấy nhau rồi đi chơi chung có vẻ không thích đâu, không thích lắm. Rồi là y thị rồi. Em có bao giờ em nghe cái câu chuyện của hai người này nói về vấn đề gì không? Không nghe được luôn á. Bây giờ hỏi thẳng nè, hai anh em bạn trai nói với nhau gì? Đó, nói đâu gì mà lén la lén lút mà liếc qua liếc lại. Em có một bạn đó, hai đứa thì cũng thấy thích nhỏ này mà cái mặt lúc mà nó bực lên nhìn nó thấy cưng lắm cho nên ghẹt bực hoài. Nó giả bộ nói nó nhỏ đưa cái tay gì đưa cái miệng gì mà thật sự có đâu nói gì đâu. Vậy là có chừng ông này nó trà xanh cả hai luôn. Anh kia là có chừng không thích chồng thích vợ nha. Còn thật xấu gì nữa không nè? Lướt Facebook hoài à. Em thấy hay like hình ấy nhỏ đẹp đẹp á, mấy bạn á có nhắn tin này anh đẹp trai này kia nọ đó. Chị không ghen sao được vậy đó hả? Nhắn tin vô inbox hay là trong cái trang comment là... mai mốt á, khi nào em thấy mấy cái like đó đó em cứ lấy hình của em với ảnh chụp chúng nhau nè, xong em bỏ vô cái đường like đó luôn, comment luôn. Cảm ơn em đã khen chồng chị đẹp trai, chị vô cùng hãnh diện. Đó là tự động bạn kia unfriend không thể. Đúng rồi, không gọi điện vô Facebook nữa hỏi ủa ai vậy không nghe máy đi. Nhỏ đó hồi xưa quen á, nó bỏ chồng rồi giờ mà nghe điện thoại là nói với nhau cả tiếng đồng hồ. Ồ em giật mình luôn á. Rồi là nghe lại cái điện thoại của cái người xưa đó hả? Ý là gọi Facebook á? Không, cái đó là không được đó. Cái đó là khó chịu lắm. Cái đó là cái xong rồi em kêu nghe đi, nghe coi người ta nói cái bạn gì bạn không né cái, hả cái đó không còn là bạn nữa rồi. Né hả chị? Né đi, nhất là vợ mình đang bầu bì mình né đi. Cái đúng đó là ơi. Cái đó cũng lâu rồi. Qua cái đó để rút kinh nghiệm những cái tiếp theo. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Đi ra ngoài đường cái miệng nó dẻo quẹo à. Gặp ai mà bạn cũ hay là gặp con gái á. Phố sau này đẹp quá vậy. Da đẹp bị lên da đẹp quá hơn. Em khó chịu lắm. Khen trước mặt em vậy luôn. Xả giàu. Nhưng mà có hay khen vợ không? Dạ khen thì có khen thôi nhưng mà
nhưng mà em vẫn không cam tâm. Chỉ khen một mình em thôi thì được, đúng không? Đúng rồi. Thực ra mà nói là khen trước mặt em thì lại là gọi là vô hại, nhưng là luôn luôn phải thòn câu nè: ôi dạo này lâu quá không gặp, đẹp gái ghê á ha, càng ngày càng trổ mã nha, giống y như vợ tôi, càng ngày nó càng đẹp, ví dụ vậy. Đấy, còn vô câu là khác liền. Đừng nói. Bây giờ tới em nè, vợ em sao, có thật xấu gì không? À, không thấy thật xấu gì, nhưng mà có kể chuyện đến lắm không? Cái đó không xấu, cái đó là tật của người ta. À, tiêu hóa tốt vẫn nhiều lắm em ơi. Đừng tiêu hóa tốt nha. Mà tế nhị lắm nha, không sao? Có nghe tiếng, chỉ nghe mùi thôi. Trời ơi. Có nghĩa là lép đúng không? Lép. Lép nhưng mà tế cái sức luôn. Công phá nó quá quá lớn. Quá cao luôn. Em không phải sợ nữa mà, em làm đâu lại đâu. Mà cái đó cũng chưa gọi là thật xấu. Cái cô này cổ thì em thấy cổ hay ghen, kiểu là hơi hờn mát thôi. Hỏi chút khóc, hỏi chút đó, khóc là khóc. Cái tính đó mình lúc mà mình mới lấy về mình chưa hiểu cổ á, cổ hay khóc, mình đâu có quen đâu, mình chưa biết, mình cảm thấy sao khó chịu á, xém chia tay mấy lần. Là vì cái tật khóc đó thôi đó. Mới đầu thì em dỗ không được, chút em bực em đòi bỏ đi. Có cái lần em bỏ đi một đêm luôn á. Em nghĩ là em đúng, thôi bây giờ mình bỏ luôn đi. Nhưng mà sau đó qua ngày mai em về á thì cổ mới tâm sự lại với mình á, đêm qua em giận với anh hỏi em không trả lời, không phải là em không trả lời anh hay là em khinh thường anh hay em bực anh, mà lúc đó là tại em đang sợ. Tại vì em nãy em đi ngoài đường á, em gặp cái thằng trai biến thái kia, chả cứ theo em hoài, em cứ đâm đầu em chạy cái hồi á, cái tự nhiên nó kêu ơi, thì ở đây cái chiếc xe tải nó cũng vừa nghe vừa thắng ngay em luôn. Nếu mà không nghe ta kêu là xe tải nó hốt em rồi. Em sợ xe ít mà em sợ biến thái đó nhiều. Rồi lúc đó tự nhiên cái hối hận, đúng không? Hối hận. Chị nói em nè, vợ nó ghen lắm rồi cũng có lý do, nó phải tự nhiên nó ghen. Em là thuộc loại đàn ông đẹp trai, đúng không? Thứ hai, cái công việc của em là công việc mà nó cũng phải phóng khoáng về mặt thời gian nữa. Đã vậy là còn có cái tật mà thích khen phụ nữ khác, thả thính đồ này kia nọ các thứ, là nó ghen là đúng rồi. Giờ hai đứa mong muốn thay đổi cái gì ở nhau nè? Em hả? Hài lòng lắm. Em thì muốn anh bớt lướt Facebook lại đi, quan tâm vợ nhiều hơn chút nữa. Mỗi lần giận là mỗi lần xóa Facebook, mỗi lần giận cũng tự kết bạn lại. Không muốn đó là hợp lý rồi. Giờ tới em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em muốn vợ em bớt khóc đi chút. Như và nhất là trong cái giai đoạn này nữa, đừng bao giờ làm cho mỗi lần khóc là khó thở à. Em mà để cho vợ khóc hoài, mai mốt con ra khóc hoài. Anh hy vọng hai vợ chồng em mỗi ngày đều có một những cái niềm vui tiếp nối để mà chuẩn bị chào đón một em bé ra đời. Và nó cũng sẽ vui và đẹp giống như cha mẹ đó. Nghe. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa he. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh đột nhập qua em không? Thôi em kể luôn đi. Là có đúng không? Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi, la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không, chị đánh không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em: sao anh để quên cái áo bên này? Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Kêu thôi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ, xin chào anh Quốc Thận, chị Hùng Vân. Em tên là Lê Thành Trung, em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới ở dưới Phú Yên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa mà đen đen lắm. Nhưng đen có cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc hoài à. Liếc hoài. Thế còn em nhìn ảnh, em có liếc anh không? Dạ, hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi, 18 tuổi. Đủ đẹp lắm à. Dạ, lúc đó thì em cũng chẳng
chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này đâu, chảnh lắm không để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó đó là phòng tới ba người con trai lận, mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á, mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Đúng là hỏi gì đâu mà tự nhiên nó không có gì đâu, đúng không nào? Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Anh của em á là muốn né hai cái người kia, dạ, gửi qua cái người này ai về dính người này. Người tính không bằng trời mà tính. Lúc đó trong xóm trọ em á là tới hai ba người đấy, vợ em lặng, mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng, nhắc cười ly nhì tốc độ mà ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á, rồi hai đứa có thường xuyên vai chạm nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì gì không nói ánh mắt vai chạm nhau, ánh mắt vai chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là gái không. Lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa lằng nhằng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản, không có cho em quen luôn, với lại ghét ông này ra mặt. Trời ơi. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Yeah. Lúc đầu là thân, hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui anh còn kêu là sau này em gái tôi vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cấm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi chơi nhiều hơn nữa. Rồi anh sao có phát hiện nữa? Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh, với vợ ảnh để anh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em, gần cái phòng của em là cũng gần phòng đó luôn. Anh ở đầu phòng, em ở cuối phòng. Lại sao nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi, tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là ảnh đột nhập qua em không? Thôi anh kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có câu chuyện vậy là tại vì cái câu chuyện này á là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. Hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, anh em không biết đâu. Bí mật không biết đâu, giữa cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ở ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Em nói vô đây đi, em nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á là anh chị ban ngày thì đi làm, cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô trong đi toilet thì em cởi áo ra. Xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không, chị đánh thì không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em, sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn ỉn xíu. Đó em mới nhờ luôn, ơi mày qua mày nhận giùm tao đi, bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á, là cái áo này là của anh đó. Của em. Rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la. Vậy đó. Vậy phải cảm ơn cái bằng dũng hiểm đó. Nhưng mà rồi cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Em vứt luôn, không dám mặc cái áo luôn. Luôn chứ sao? Mặc cái loài đó. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm. Cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Vậy là từ trước đến giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ ăn chút rồi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đi. Đó, nhân dịp này đi. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là anh vợ của mình. Dạ, em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà Tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Là bởi vì chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Đầu tiên thực ra thân nhau rồi á thì
chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì á bớt lén lút lại, nói từ từ mí mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái, lén tới 5 năm lận em mới lòi ra. Ông cũng hơi bị hụt hẫng do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó, bởi vậy thay vì đáng nhiên người ta phải nhắn tin thường xuyên Thế nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi. Mày chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có anh. Có trời, sao phần này thấy chưa khí thế liền. Sao đến cái phần này nó vỗ tay cái nào. Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa, kêu thôi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì bên hỏi luôn đi. Chị mờ pin quá. Hai đứa bên nhiêu tuổi rồi? Em 26, vợ em 24. 26, còn em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn. Nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm. Tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt. Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn đó. Ý anh là vậy đó. Thấy chưa, người ta chưa có hiểu mà. Để chồng nói đi, tiên hưởng nói mắc cỡ lắm. Không có được, xin hoài mà không có được. Là đêm tân hôn hay là trước đó? Trước đó. Là giữ gìn luôn hả? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Trời ơi, tiên hay quá, tiên hay quá. Trời ơi. Rồi, như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Thế vậy? Dạ, tại vì trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Dù là đó mình cưới ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi ủa sao cưới sao không ở chung với vợ, mà vợ kêu thôi anh đi theo ba mẹ đi, hôm nay em bị bệnh rồi. Là không có ở trong cái phòng nguyên hương luôn. Không ngủ luôn, em kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi, thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời, cưới mà không có động phòng. Xong rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được đúng không? Chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi, anh chị cũng ra sức ngăn cản. Thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu. Nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho. Kiên quyết không cho? Dạ. Nói chung cũng có xin là gì. Cũng hiền lành á, chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt mày thánh thiện. Mặt mày thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sao á, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui rồi. Mãn nguyện là vui rồi. Bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Cái mặt gì mà nóng đó hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó, y như kiểu mà dặn cá chém thớt cái đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quát em luôn. Rồi, bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của ảnh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái hộ chế là lấy hai tấm mắm cho ông kẹp vô cái chân ổng đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, anh hay thải bơm. Thải bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của anh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được, em chỉ biết xấu hổ.
Trời, em không biết nói gì hết. Bộ bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả sao? Mỗi lần đi xe trên đường anh thở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Đúng rồi, vậy là biết dạ, đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt. Nhưng đó. Mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nợ đánh anh vậy. Đâu có biết đâu. Hại thức rồi. Em đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình không có, không có xếp được tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi giớ lận, mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn, không dặn ra nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thả bơm đi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Không lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nhiều khi là ảnh cố tình đó anh. Ảnh cố tình chọc cho em tất luôn. Đối với anh đó là niềm vui mà. Đúng vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Nghe nó giả cười quá đó. Không có biết đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả đó. Rồi em về thử đổi rau cho ăn coi. Còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe. Đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện. Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện vợ em thì vợ em lại nóng lên. Vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn à. Tụi em hình dung không, hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Thì bây giờ mỗi người á phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu ý chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á để mà vợ chồng nó khớp lại, gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà bốn người rồi mà khớp rợp luôn á. Gia đình này hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn em Vân. Xin cảm ơn hai em. Y chang như bóng mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn, quần jean áo thun rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Sao em tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy? thật sự quá đẹp. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi sao cũng được anh, ổng tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Không kịp chở tay luôn. Thường thì ông này không có tấn công mình, không có gì hết, ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng mình là người chủ động hôn ổng, mà bây giờ đi đâu chồng ổng chủ động với mình. Mình thấy trời, ông này ổng cũng táo bạo chứ phải ổng hiền như vẻ bề ngoài của ổng hiền đâu. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Giống nhau à. Hai đứa giới thiệu về mình đi nào. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hiệp, năm nay em 28 tuổi và em đang làm tài xế Grab. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, năm nay em 28 tuổi rồi. Em thì ở nhà đang chăm bé rồi. Nghe nè, hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, quen nhau khoảng 1 năm. Như vậy là chắc chắn là, tôi đoán nha, chắc chắn là đi xe Grab gặp ông tài xế, đẹp trai quá, cua ổng luôn nè, đúng không? Dạ không ạ. Ủa giờ hai người quen nhau sao, kể cho nghe coi nào. Em quen chồng em vào lúc đó là em làm công ty chung với ảnh, làm cho cô ảnh. Ảnh thì ở Bắc mới vào. Thì lần đầu tiên em gặp ảnh thì không nghĩ ảnh là đàn ông đâu. Ôi, lúc đó mẹo lạ lắm hả? Y chang như bóng mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn. Quần jean áo thun rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Thêm cái đồ màu khẩu trang bịch ở đây, kiểu bịch lại rồi mang giày này nọ nữa. Xem tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy? Thật sự
quá đen, người ta làm gì mà mà không có đen giống giờ đâu, đỏ trắng kiểu như là đúng chất là trai Bắc luôn. Đó mình không có nghĩ là yêu ổng đâu. Nhưng mà cái cử chỉ, cách nói chuyện ảnh làm sao? Ảnh cũng lầm lầm lì lì ít nói nữa, theo kiểu cũng thấy kiểu như thấy gái mà cũng không có thèm để ý tới nữa. Rồi càng nghi ngờ nữa đúng không? Rồi nhìn ổng thêm cái đặc biệt đó là cặp chân mày của ổng, mình nói cái đàn ông nhưng mà cặp chân mày gì mà gọn mà đẹp đến vậy, đến ông mình con gái mà còn không bằng. Đây đúng, em đúng, nói mới để ý nè, thấy cặp chân mày này quá đẹp nè. Có tỉa không? Dạ không. Rồi còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em khi mà em gặp cô ấy? Thì lần đầu gặp em thấy vợ em là cái, em ấn tượng cái thứ nhất là cao, và cái có cái làn da thì cũng khá là đen. Trước khi em vào trong đây làm á, thì cô em có gọi điện cho em thì bảo là bây giờ cứ vào đây làm đi với cô đi thì không lo buồn đâu, tại vì trong này có cái bé Kim Anh làm bạn với mày rồi. Đấy thì em cũng nghĩ là nếu mà bé thì mình cũng nghĩ trong đầu là dễ thương lắm, nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Nhưng mà lần đầu gặp cái là nhìn hết hồn luôn, cao lớn. Cao quá. Rồi hai đứa sau đó là tình yêu các em tiến triển như thế nào? Tình yêu của em thì cứ, tại vì hồi đầu em cũng không có để ý lắm, nhưng mà cứ hai đứa làm chung một thời gian thì bắt đầu là nảy sinh tình cảm với nhau thôi. Thời điểm đó là em có người yêu rồi, em đâu có đâu ý ông này đâu. Tại vì tính chất công việc á, là hai vợ chồng làm chung mà ảnh ở phía cấp dưới của mình, thì ảnh cứ làm theo kiểu là cứ sai hoặc là ảnh quên, ảnh không làm, mình cứ nhắc. Mà ảnh làm này nọ không được cái cô ảnh mắng mình. Mà mình tức quá mình mắng lại ảnh, mà hỏi mắng sao nó được rồi anh biết rồi hỏi sau này hỏi anh, em mắng anh hiểu không, giờ anh em mắng anh còn không hiểu nói gì, mình cho em vui thôi là sau này mới nói đúng không? Dạ. Cái thời gian đó chắc có lẽ là em ghét cũng lắm không? Ghét kinh khủng luôn. Rồi hai đứa có thường đi chơi với nhau không? Dạ có, trời ơi, trong thời gian đó mắc cười, cô anh nói là Kim Anh ơi, Hiệp á, nó từ ngoài Bắc nó vào mình nó buồn lắm, thôi em dắt nó đi ăn, đi uống, đi chơi gì đi. Thì mình thấy thôi cũng tội ổng, mình kệ mà nó bữa rảnh hôm đi uống cà phê xem phim này nọ nha. Ừ, đi đã đời xong xuôi nó lúc tính tiền, mình người tính tiền, mình trả tiền luôn mấy chầu luôn, còn ổng không trả một lần nào luôn. Anh để cho em trả tiền luôn vậy hả? Để em trả tiền vậy mà luôn. Mà anh hỏi nghe, cái lúc đó em vẫn còn nghi ngờ gì giới tính đúng không? Vẫn còn anh. Tại vì nếu mà đàn ông thì dĩ nhiên phải trả tiền cho mình, có ai đâu mà ăn xong thản nhiên người ta đưa em. Càng nghi ngờ nữa đúng không? Dạ càng nữa. Anh hỏi nè, sao lại để người đẹp trả tiền vậy Hiệp? Cái hồi đó thì em suy nghĩ của em nó đơn giản thôi, thì em cứ nghĩ là ai mời thì người đó trả tiền. Sau này mình em tức quá em mới nói thẳng, ủa ông làm gì kỳ, ông đi chơi tôi bắt tôi trả tiền hoài vậy, ông này ông cha ông trả bắt tôi trả hoài. Rồi có nói gì không, trả lời sao? Sẽ trả lời, đứa nào mời đó nó trả tiền. Chất quá thật thà ghê. Thật thà lắm. Rồi bao lâu em mới cảm giác là em có tình cảm với bạn này? Lúc đó là em chia tay người yêu rồi. Thì anh này anh cũng gọi là mình biết có tình cảm rồi, mình không có chịu. Thì anh ở đây anh cứ đeo mình em mắng em chửi anh hoài à. Em đuổi anh ấy, ông đi về Bắc đi, ông ở đây làm gì tôi hoài đó, tôi không chịu, ông cứ đeo tôi hoài vậy. Ông cũng không trả lời, cứ đeo mình xuống vậy. Xong cái lần đó mình mắng mình chửi ông dữ quá hay sao á, ông nói giờ ông gặp mình ra một lần nữa, ông nói là bây giờ anh sắp về Bắc rồi đó, giờ nói chuyện với em rõ ràng vậy đó, giờ tính sao. Thì khi mà nghe ảnh sắp về Bắc á thì lúc đó mình chịu không nổi đi, thì mình mới đồng ý quen ổng. Tự nhiên trùng người xuống đúng không? Dạ. Lúc đó em còn cảm giác ảnh bóng nữa không? Hết rồi chị. Hết rồi. Hết rồi. Nhưng mà nó phải có một cái gì đó để minh, để em khẳng định được là ảnh không có vậy. Trời, trong thời gian yêu nhau nó mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói em vậy nè, em hôm nay đi đâu chơi? Sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha, đi đi nha. Em thì không ưng ý thôi em chịu. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi? Sao cũng được anh, ông tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ông chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Vô không kịp chở tay luôn. Vô tới khách sạn ổng à, em ơi giờ làm gì em? Dạ sao không được chứ anh. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới phải không? Dạ đúng rồi, cái gì tới nó cũng tới. Thường thì ông này không có tấn công mình, không có gì hết, ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng mình là người chủ động hôn ổng, mà bây giờ đi đâu chồng ổng chủ động với mình. Mình thấy trời, ông này ổng cũng táo bạo chứ phải ổng hiền như vẻ bề ngoài của ổng hiền đâu. Xong rồi khoảng tháng sau thì có tin vui luôn. Như vậy là khẳng định luôn ổng không có bóng đúng không? Dạ. Rồi em làm dâu người Bắc thì là em sao? Em lúc đầu cũng chuẩn bị tâm lý về vấn đề làm dâu người Bắc. Người ta nói là khó lắm, trên phim được kinh khủng khiếp, giống như sống chung với mẹ chồng sợ lắm. Xong về làm thì mẹ em dễ vô cùng, gia đình dễ vô cùng.
Nhưng mà chỉ có những cái là dụ văn hóa, giờ nét văn hóa, giọng nói vùng miền, thật sự cái khó chỗ đó thôi. Thời điểm em ra ngoài đó, em nói chuyện cả họ không ai hiểu em nói cái gì. Mà chồng em giống như là thông dịch viên vậy á. Cái lần đó là mẹ chồng mới kêu là: "Con ơi, con vào nhà sau á, con lấy giúp cho mẹ là cái muôi đi." Em bước sau bếp xong rồi suy nghĩ là vận động tất cả trí tưởng tượng của mình để coi suy luận ra là cái muôi là cái gì. Mình đứng suy nghĩ hoài vậy nè. Xong chồng mới ông nhớ ra là có dặn là: "Em không biết gì nhớ ra chỉ em nha." Rồi ổng lần đầu dậy sau bếp nói: "Nè, cái muôi là cái này nè." Thì em biết cái muôi là cái vá để căn. Sau lá hồi á thì người nhà mới kêu là: "Ờ con ơi, con ra lấy cái chén uống rượu đi con." Thì mới nói à, tới cái chén. Em nghĩ là quá dễ rồi, đi ra làm sao mà mình vừa cười mình vừa nói suy nghĩ em đầu: "Ô, ở ngoài đây uống rượu gì mà kỳ vậy? Cái chén uống vậy mà mau say muốn chết luôn." Xong ông chồng ấy, ông biết rồi, ông chạy ra thấy em gặp cái chén chuẩn bị đi ra. Ông nói: "Ủa, em định lấy cái này thiệt hả?" Nó: "Ờ, uống rượu mà." "Em ơi, cái chén chung nè mới uống rượu." Rồi giờ là ở với nhau một năm rồi. Có em bé là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai anh. Bé trai dạ. Cô ấy có tật xấu gì không em? Tật xấu của vợ em thì cái thứ nhất là vợ em hay càm ràm, nói nhiều lắm. Nhiều lúc mà em còn không biết là vợ của em có đang hiểu những gì cô ấy nói không nữa. Nói dữ lắm hả? Dữ lắm, nói cả ngày luôn cũng được. Rất hay khó chịu với những thứ mà không vừa ý. Ví dụ như bây giờ bọn em ở trọ mà ở kiểu tập thể anh, ở phòng nó có một dãy phòng mà nhiều phòng khác á. Cái phòng trên hay phòng bên cạnh nó làm cái gì mà hơi ồn một tí là cũng thấy đau đầu, cũng thấy khó chịu. Xong bắt đầu ngồi càm ràm. Và vấn đề bây giờ là cứ nói ở trong nhà thôi thì cái thằng kia nó có nghe đâu. Toàn em nghe không à? Ừ. Rồi còn thằng xấu gì nữa? Còn cái thì rất hay cãi ngang. Hai vợ chồng mà tranh luận cái gì á, mà đến lúc mà bạn ấy mà đuối lý rồi không còn gì để nói là bắt đầu cãi ngang. Em quay xe em hỏi bây giờ em đi ngang hay em đi dọc? Bây giờ em đi ngang đây rồi em làm sao ấy? Ờ đó, giờ em đi ngang vậy anh tính sao? Thì em tưởng con em cua hay là em tưởng gì? Em tưởng cua đó, giờ anh làm gì em? Rồi còn gì nữa nè? Ờ vợ em thì hết rồi. Tới em phản công rồi đó. Dạ. Tật xấu của anh là gì? Ổng á là có cái tật á là ngủ là kéo máy cưa. Ngáy. Trời ơi, kinh khủng luôn, em không có quen. Lúc mới cưới về là ông ngái dữ lắm. Đầu tiên là đẩy cái mặt ra xa vậy nè. Không biết sao đến sáng là cái miệng của ông nghe lỗ tai của mình không được. Cái đó không bao giờ mà có thể khỏi được hết. Chỉ giờ con... phải sống chung với lũ thôi. Kể tiếp nữa. À. Chồng em là trời ở dơ kinh khủng luôn. Đó, thí dụ coi. Đợt đó là chồng kêu em về nhà ngoại một tuần lễ đi. Để anh ở đây anh đi kiếm tiền. Mình nói ok. Một tuần mình đâu mình lẻn về thử coi sao. Trời ơi, đi ngang cái quần mình vô tình đụng cái quần ổng bận cái trời ơi bụi bay phấp phới vậy nè. Mình hỏi ủa anh bận quần nhiêu lâu rồi? Anh bận quần cả tuần rồi đó. Ở trời sao mới giặt? Có ai đâu giặt, em dọn đi. Xong tới cái mang anh đang đồ vớ vậy, mang riết mà bị nắm cái chân luôn. Ở coi nào lười tắm không? Có trời ơi, ảnh lười tắm, lười cắt tóc, lười cạo râu luôn. Trời đất ơi. Em hỏi anh vậy nè, ủa anh sao anh không tắm đi rồi cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ cho nó đẹp. Ơi vợ ơi, tao có vợ rồi, tao cắt tóc cạo râu chi, mất công cái gái nó theo, mất công tao phải từ chối tụi nó. Trời ơi, nói em vậy. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong muốn của em á là ảnh thì xuyên cắt tóc cạo râu này nọ vô cho nhìn lên, chứ anh đâu có đến nỗi mà già đâu mà cứ để râu. Là ảnh luôn luôn tân trang bề ngoài đúng không? Dạ, chứ à. Xuyên tắm tí. Cái thứ hai là em nghĩ là anh nên bước vô tư một tí. Đôi khi là biết là anh thương gia đình nhưng mà anh không có một tiếng gọi là hỏi thăm tới gia đình nhiều. Để trong bụng thôi đúng không? Em để trong bụng thôi, em ngại nói. Nói thì sợ đầu môi chót lưỡi. Thường có một số người tâm lý họ như vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây á, chị nói em nghe. Có những cái á mà sau này á, khi mà mình không có cơ hội để mình làm điều đó nữa thì mình mới thấy tiếc. Nhất là đối với bố mẹ, mấy người con trai á, gọi là gần như 10 người thì hết 9 người họ không thể nói ra được một cái chữ là mẹ ơi con thương mẹ quá, con nhớ mẹ quá này, không nói được. Mặc dù trong bụng thì rất là nhớ, rất là thương. Đừng bao giờ em tự kỷ với bản thân là mình nói ra những cái điều này là nó không có đúng với con người của mình. Không phải vậy, vợ mình cũng vậy. Đàn bà mà yêu bằng lỗ tai. Em mất gì khi mà em nói trời ơi vợ ơi em thương vợ quá à. Hôm nay vợ dễ thương, vợ đẹp quá à. Nó hung miếng coi nè. Ủa đó. Đơn giản quá mà. Đâu có cái gì đâu. Mình nói với vợ mình, với cha, với mẹ mình mà. Em phải thay đổi ngay cái đó. Và phải tranh thủ thời gian. Và thậm chí là mỗi ngày chúng ta nên nói như là yêu thương với những người mà mình quan tâm.
Rồi bây giờ Hiệp nè, Hiệp mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn vợ em thay đổi một cái là bớt càm ràm lại. Bớt càm ràm thì giờ mình chịu đi tắm nè, mình chịu bớt bừa bộn nè, cạo râu, mình bớt chơi game nè, mình cạo râu cắt tóc là không càm ràm. Những cái mà nói mình thì còn được, nhưng mà nói người khác mà để cho mình nghe cái đó. Thôi cái đó thôi kệ, mai mốt anh nói thẳng luôn. Điện thoại thẳng anh hàng xóm ơi, làm ơn đi bớt ồn ào đi đó, vậy đi. Chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và vui tươi như thế này. Xin chào em. Thì mới nói là rảnh thì đi cà phê vậy thôi, thì bạn này lúc đó từ chối hoài, cái em ở trong đồng nó chở sao thằng này nó chảnh. Đến lúc mà em biết được bạn này nhỏ hơn em 5 tuổi, em bị đơ hoàn toàn luôn. Cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Nhưng mà bạn này nói với em một câu là không có nghĩa là phải cưới, tại vì sao? Em là phụ nữ, phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn, làm gì làm phải có đám cưới đàng hoàng. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, em chào hai anh chị ạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quốc Thuận. Em tên là... em xin chào tất cả các vị khán giả ở đây và các quý vị xem đài. Em tên là Duy Khánh, hiện nay em 23 tuổi và em hiện đang kinh doanh. Dạ. Duy Khánh? Wow, 23 tuổi thôi hả? Ôi, sao nhìn chững chạc vậy trời? Nghe nè, em có hoạt động trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật được không? Dạ, hiện tại thì chưa. Nói chung mà em đang làm trợ lý cho ca sĩ. Trợ lý cho ca sĩ? Dạ. Ca sĩ nào vậy? Dạ, thì đó tí nữa em sẽ giới thiệu sau. Còn dạ. Em? Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Huỳnh Tú, em 28 tuổi, hiện em đang là ca sĩ tự do. Do thì tôi biết là trợ lý cho ca sĩ nào rồi, đúng không? Rồi, bây giờ hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì 2 năm trước thì em đang đi đi chơi đám anh em của em. Em đi vô một cái quán acoustic, lúc đó Tú lên hát. Đó mình chưa biết Tú là ai cả. Thế Tú lên hát, Tú hát cái bài Zombie. Mê liền luôn. Cái ông anh nó, ông nói em: "Ê, Philippines, đổ lên chị Danh. Nhỏ Philippines, u ghê vậy, ghê vậy. Hay quá. Kiểu như một cô nàng có ngoại, một ngoại hình rất là cá tính, tóc ngắn như này. Mắt đăm chiêu nhìn xung quanh cười mỉm, chết người. Nhưng mà anh thắc mắc là cái bài hát Zombie á, cái bài đó nó như thế nào mà khiến mà em mê mẩn như vậy? Dạ, đó là nhất là đó bây là bài. Chắc có lẽ chắc mời Tú hát thử một câu hai câu. Thực ra cái bài đó nó không có kiểu nó tình cảm nó gì, nó là một bài hát rock á anh. Đó là bài rock. Hát đâu em cũng không biết tại sao mà kiểu nghe xong mà cái lại như vậy, thay vì giống như người ta hát một cái bài đó nhẹ nhàng mình ấn tượng, nhưng mà không, ông này rất là ngược đời. Rồi giờ hát lại câu cho Zombie. Dạ, hả? Được không ạ? Cái gì? What's in your head, zombie. Đó, mày nhấn rồi nè. Là hiểu vì sao là thích cái vụ mà. Nhưng mà thật ra là như vậy nè, em đã gặp bạn này trước khi bạn này gặp em ở trong cái chỗ mà em làm. Em có thói quen là em rất thích đi uống rượu. Thì là vô tình hôm đó là lần đầu tiên em tới cái quán đó là em gặp bạn này. Thì tính em từ trước đến giờ là em luôn để ý những cái người mà ít nói. Thì sau thì em cũng thấy ấn tượng, thì em mới hỏi bạn của em nói: "Trời, cái bạn kia nhìn hay quá, sao kiểu anh có quen không?" Thì sau đó bạn em mới nói một câu đó: "Em mày ơi, nhìn nó vậy thì nó gay." Em cũng bất ngờ, nói: "Trời, sao giờ nhìn đâu cũng thấy vậy, nhìn đàn ông quá sao vậy, uổng quá ta Thì xong rồi thôi. Thì sau đó là vô tình thì em cũng không biết là bạn này đã từng coi em diễn ở bên cái quán đó luôn. Ở sau đó thì chắc chắn là Khánh là người chủ động là thường xuyên rủ em đi ăn, đi uống, đi chơi. Thật ra không, lần đầu tiên là em chủ động. Có nghĩa là em chủ động ở, có nghĩa là em không có cái vấn đề về cái việc tình cảm với bạn này. Mà là có nghĩa là em thấy bạn này nói chuyện rất hợp. Và thật sự là khi mà nói chuyện vài lần rồi em vẫn nghĩ bạn này thuộc giới tính thứ ba, chứ vẫn không phải là đàn ông. Thì mới nói là rảnh thì đi cà phê vậy thôi. Thì bạn này lúc đó từ chối rồi, cái em ở trong đồng nó chở sao thằng này nó chảnh. Cái sau đó thì mới thừa nhận với em đó là thật ra không phải là Khánh từ chối, mà là Khánh mới lăng kim. Khánh mới lăng kim nên rất ngại ra đường. Bạn này bạn rất là điệu, có nghĩa là lúc nào cũng sợ mình xấu. Nhưng mà lúc đó là em vẫn xưng hô bằng chị đúng không? Lúc mà ngày đầu tiên nhắn tin với nhau á, thì Tú nói là thôi đừng xưng chị em vậy. Tại vì em nghĩ xin, cũng xem tuổi thôi, xưng tên được rồi. Xem lắm. Nhưng mà có hỏi tuổi không? Lúc đó em chưa, mà thật ra nhìn bạn này em không nhỏ hơn em có 5 tuổi đâu. Nhưng mà thật sự là em có
có thích người nhỏ tuổi hơn mình không? Thật ra là sau khi em chia tay cái người bạn trai cũ là em có một cái lời thề là em không bao giờ em quen người nhỏ tuổi nữa. Thì chia tay được 2 năm sau em gặp bạn này thì lúc đó em nghĩ là chắc xem tuổi, tại vì nhìn cái ngoại hình bạn này lúc đó là rất là cao, tao này kia mặc đồ cũng chững chà. Đến lúc mà em biết được bạn này nhỏ hơn em 5 tuổi em bị đơ hoàn toàn luôn. Thì kiểu như mình cũng nghĩ nó chết rồi giờ sao ta kiểu. Giống như kiểu ai chị em ở nhà ông chọc nó thôi mày ơi, cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Có kệ nó vớt được. Dạ đúng rồi. Đó, cái số của em. Dạ. Trước khi tới hôn nhân hai bạn có tới đâu chưa? Có nghĩa là tới đâu là tới đâu. Ăn cơm kẽm đó. Tụi em thực ra làm khi em có em bé rồi mới cưới, hai đứa mới cưới nhau. À. Dạ nhưng mà em rất là sợ người ta có cái suy nghĩ là mình có em bé để người ta đưa em đưa bạn này vô cái việc cưới, ép cưới. Thì cái lúc em cũng có nói thẳng với bạn này em đó là em không có cần cưới. Các em bé thì sinh có nghĩa là tự lực cũng như là kiểu là kinh tế về như em vẫn có thể em tự nuôi con. Nhưng mà bạn này nói với em một câu là không có nghĩa là phải cưới, tại vì sao? Em là phụ nữ. Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn, làm gì làm phải có đám cưới đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ tụi em là ở chung với bên gia đình nhỏ. Dạ, ở bên nhà em. Bên nhà của Tú ạ. Tại vì mẹ Tú có một mình à. Dạ, với một phần đó là em đi làm ở bên nhà em thì nó sẽ gần, nó tiện hơn là bên nhà của Khánh. Biết cưới được bao lâu rồi cơ? Dạ đến giờ là cưới hơn một năm, cưới một năm mấy rồi. Một năm mấy. Thôi bây giờ vô luôn cái phần gọi là tật xấu đi, vạch mặt đi. Ra mọi người nhìn vô á, lúc nào thì nghĩ là chắc là em kiểu em hay ăn hiếp bạn này, nhưng mà không có. Còn thật ra em mới là người chịu trận nhiều nhất. Có nghi Khánh em ăn hiếp không có đâu. Ừ, thật ra em từng tuyên bố mà em nói bạn là thật ra tại vì tụi em giỡn, tụi em hay xưng mày tao với nhau. À. Em nói tao nói thiệt cho mày nghe, tao mà bây giờ tao làm có tiền tao thành đại gia. Nguyên cái nhà này là từ bên nhà mày, bên nhà tao lắp hết camera toàn bộ để sao tao quay lại cho mọi người biết hết cái bộ mặt thật của mày. Mày ở riêng với tao mày như thế nào với tao. Cái đầu tiên bây giờ em nghĩ tới nhất là hay tóc váy lắm. Có nghĩa là em đang đứng xong lấy cái tay quệt lên chơi vậy đó. Xong cái em qua em chửi cái xong mà thấy mẹ em. Thế em sao có quay là có nghĩa là một cái con người khác lật ngược hết rồi. Em sao vậy? Trời mẹ anh Ti dạo này em ở nhà Ti. Trời Ti dạo này nó làm sao? Nó hay chửi con ăn hiếp không mà con buồn đó mẹ. Mà mẹ em bên mẹ em tin có nghĩa là lúc nào mẹ em cũng nói ở con nó đi người kệ nó vậy đó. Nhưng mà không biết là nó có xong rồi mẹ em vừa quay mặt đi có lấy cái tay hả? Khiều móc em quẹt đủ thứ trò rồi kiếm chuyện với em vậy đó. Nhưng mà đây là một người đàn ông rất là mạnh mẽ đúng không? Cuộc đời anh ấy chắc chả bao giờ biết sợ một cái điều gì đúng không? Sợ, sợ chứ, sợ dáng. Đó có nghĩa là cái phòng em là có cái toilet ở trong phòng luôn. Bữa thì Nhi đang đứng này kia, cái tự nhiên ông nói trời em á, em hỏi cái gì? Ủa, con dán trong toilet. Không dám bước vô toilet luôn mặc dù đang rất là mát. Em đi vô thì em bóc con dán này em bỏ xong mới dám đi. Trời ơi, mình có bả đàn ông ghê không? À, rồi, còn cái gì nữa không? Thật xấu gì nữa không? Rồi bạn này có cái xấu là hay xấu ngủ. Nhiều khi đang ngủ cái em kêu có việc gì đó. Nhiều khi em sợ ma, em nghe tiếng gì lục đục giữa đêm cái em khều. Cái là cái gì là quạo với em rất là xấu ngủ. Có hơn không vậy thì đợt đó tự nhiên ở nhà trong phòng em tự nhiên đâu có chuột con. Em cũng sợ mà tại vì em sinh em bé thì nhiều khi có mấy cái bài báo em đọc em thấy sợ chuột nó nghe mùi em bé nó hay gặm em bé. Em nghe lục lục cái em khều, em nói trời anh. Thế xong rồi, cái gì vậy nó? Rồi đứng lên coi hình như có chuột hay sao á. Ôi ôi, ghê lắm sao đứng anh cũng sợ chứ bộ. Anh còn quay mặt ở bên kia chùm cái mền lại ngủ để em. Em điên lên không em hề lên. Luôn. Cái xong rồi em lại đi em khều là mấy lần nữa. Cái lát hồi mới đứng dậy em nói trời, lỡ chuột rồi lỡ ví dụ hả? Ví dụ em nói giờ quạo vậy đó. Em nói lỡ ví dụ giữa đêm mà ví dụ em bệnh hay là ví dụ lỡ có cái chuyện gì trong nhà rồi xong kêu vậy cái quạo vậy đó hay sao? Em kể đúng chi tiết cái ơi. Thôi đi. Có mấy đợt kêu giữa đêm phải quạo không? Rồi bây giờ tới phiên em đó Khánh. Diễn đàn này bây giờ lật ngược lại tới em đó. Tật xấu của vợ em là hay nói xấu chồng mà nói xấu không đúng chính xác. Không luôn. Kể 10 mà dính có hả 2-3 cái à. Tức là viết thêm nữa. Chính xác còn viết thêm nữa. Thêm đó. Kiểu như là em là người xấu lắm luôn á. Nhưng mà anh hỏi em nè, có phải là cái thú của vợ em là cái thú đi nói xấu chồng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì ở nhà em chịu đựng những cái mà không có ai hiểu, đâm ra bây giờ em gặp người ta em tức quá em bức bố em phải kể. Nhưng mà em vui không? Vậy. Nhưng mà em vui không? Vui. Đúng là cái đúng rồi, tao đã. Rồi còn gì nữa Khánh? Ăn uống và mua sắm nha. Ăn thì ví dụ như là em muốn ăn không thì anh chở em đi. Thôi làm biến quá, đặt về. Ăn đêm á. Ừ. Kêu hang mập, sợ mập. Sáng uống giảm cân tối ăn đêm. Có một bà chị khác hỏi Tú về cái việc giảm cân. Ok, thì bà này thì chửi bà kia. Chị uống giảm cân mà chị không bao giờ chị ăn uống điều độ thì làm sao mà giảm cân được, chửi người ta. Sáng không ăn sáng. Không. Chưa ăn ít, thôi em húp canh thôi. Chiều ăn thôi em cũng húp canh thôi. Tối ăn khuya. Trời ăn gì ăn phở.
ăn lẩu. Không, không có, thật ra là cái hôm mà em ăn đêm là em xả. Em đang xả thuốc, em không hề uống thuốc. Em xả gì? Em xả còn làng ghê ghê. Còn một cái gì mà thuộc về xấu không hay không nè? Nè, có hay bỏ bê cái chuyện ấy không? Nữa ấy nữa, sao em hỏi ấy hoài vậy? Nó hỏi ấy hoài kìa. Tại vì hai vợ chồng rất trẻ, đúng không? Dạ. Rất trẻ cho nên là nó phải hừng hực lên mọi thứ. Đây hay hừng hực hơn em. Em nào cũng hừng hực hết trơn á, nhưng mà vợ em sao á. Sao? Như lúc ai, em thực sự là em rất là buồn ngủ, giống như chính xác luôn. Mà em xạo em ơi. Tối hôm qua em buồn ngủ lắm. Em kiểu như mấy hôm nay em bệnh. Cái em lại ngủ. Ủa em ngủ hả? Thôi vậy giỡn chút chơi. Em giỡn thì em giỡn cái mức độ em thôi. Giờ em giỡn tới cái giờ đó. Thôi mình giỡn xong rồi thì mình vui xíu. Xong mình mệt mệt xíu. Giỡn nay giờ không vui rồi. Hay có cái câu hỏi em anh giờ anh khỏe quá nào mình làm gì cho mệt xíu không? Vậy đó. Nhưng mà vợ em bị con cái là quá mê điện thoại luôn. Kiểu như là đang cầm điện thoại chơi game nè. Vòng chồng mà giỡn cười khều cái. Thôi em không thích. Em cứ khều tiếp. Thôi nha, em thích nha. Nhưng mà anh thích được rồi. Em cứ khều quá không thích nữa. Cái em tuột hứng. Bị mất lửa. Rồi thôi em bị quay bên kia. 3-4 giờ sáng rồi. Quay qua khều. Ủa ngủ rồi hả? Anh ngủ hả? Muốn làm gì má? Muốn làm sáng rồi muốn làm gì má? Thôi bây giờ quay trở lại. Em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Vậy bà xã em hoàn hảo quá sao giờ? Em thì em không tự nhận em hoàn hảo gì hết. Hay ai cũng có cái khuyết điểm thôi. Điểm như là cái mà em được ra là em chỉ mong muốn bạn này là kiểu như là bớt kiểu cái xấu ngủ là cái xấu ngủ đó vậy thôi. Ừ. Chứ không có cái gì chứ. Anh từng nói là vậy thôi đó hả? Là bản chất của em, cái bản tính đó giờ vậy rồi. Em biết mà em sợ không, sao một vậy? Cái nữa là giận cá chém thớt. Từ lúc cưới về em không có rảnh em cãi lộn luôn á. Kiểu như em kiểu thôi. Kiểu mỗi lần bắt đầu gây nhau là em sẽ im lặng. Bạn này á không to tiếng. Nhưng mà khi bạn này kiểu như bạn này bực mình hay là bạn này giận cá chém thớt, bạn này sẽ nói ra những cái câu nói rất là có nhiều khi là em bị tổn thương. Nó có một cái nguyên nhân, tức là bạn này thực ra cái lứa tuổi em phải cho bạn sống đúng lứa tuổi của bạn. Dạ đúng. Chứ bạn không thể nào sống vượt lứa tuổi chính của xác. Mình được. Cho nên nói gì thì nói, có nghĩa là khi mà bạn có chững chạc mấy đi chăng nữa thì vẫn bạn mà. Vẫn là lứa tuổi này. Dạ cho nên nó vẫn phải có những cái gọi là đặc trưng của lứa tuổi đó. Dạ đúng rồi. Thì thường á là vậy đó, nhưng mình kèm không được á, nhiều khi mình cũng bí văn á, mình nói những cái từ ngữ hoặc là những cái vấn đề nó sẽ làm tổn thương cái người phụ nữ, tại vì lúc đó mình nóng quá, mình nói cho đã nư mình mà mình quên đi cái vấn đề đó, thì cái đó là nên đổi. Cho dù bạn ở lứa tuổi nào cũng vậy, bạn phải bỏ ngay và liền cái việc đó. Giỡn nhau thì được, giỡn nhau xuống mày tao chỉ tới, đúng không? Dạ đúng. Nhưng khi bắt đầu mà vô cái vấn đề nó nghiêm túc rồi mà mình tổn thương cái người phụ nữ không bao giờ quên được. Cái hoàn cảnh của hai đứa bây giờ á, tức là hiện giờ mọi thứ đang tận hưởng cái cuộc sống này. Tại vì mọi thứ nó còn quá mới, quá son. Thực sự bây giờ là đang yêu mà yêu dễ sợ lắm. Chỉ muốn là lúc nào cũng vậy giỡn thôi. Bạn vợ bạn cực kỳ duyên dáng, là nó nghiêm túc luôn, rất là duyên luôn. Và cái cá tính này là thực sự là Khánh yêu là đúng rồi. Thôi bây giờ chúc cho hai vợ chồng duyên dáng như thế này mãi nhé. Dù là thời gian có là bao nhiêu đi nữa cũng luôn luôn vững vàng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Cảm ơn em. Thì hẹn 11 giờ thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là thông minh. Tức là em hỏi là where are you? Mà em viết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu thằng này có đầu óc. Chừng nào sang xuống 15 ngàn rồi em cưới anh. Chết cha vô giọng quá. Nó hỏi nó xăng nó lên rồi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc cái này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn. Nhưng mà vô tình năm sau xuống 15 có ngàn xuống thiệt. Có xuống thiệt đúng 15 ngàn luôn chị. Ủa vậy đó hả? Thiệt hả? Dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với một cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em, mời hai em ngồi. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quốc Thuận, chị Quỳnh Vân và quý vị khán giả. Em là Trí Thiện, năm nay 26 tuổi. Hiện em đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Dạ em chào anh chị, em là Hồng Thương, em 25 tuổi, hiện em làm nhân viên kinh doanh của một công ty dịch vụ về golf. Về gì? Dạ đánh golf á anh. À golf đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em là quen nhau từ 4 năm trước. Lúc đó thì em mới là sinh viên vừa, hai vợ chồng là sinh viên ở trường đại học hết. Và
em với vợ thì chung một đội văn nghệ, diễn chung một chương trình. Đến một cái ngày đẹp trời nọ, một cô bạn của cô này đăng hình ảnh lên Facebook và cô này vô comment với em biết là a cái cô này là trong đội chung văn nghệ với mình nè. Thế là em bắt đầu vô xăm xôi, thấy cũng đẹp cũng dễ thương, thế là mới bắt đầu nhắn tin làm quen này nọ. Nhưng mà sau đó về mới biết bạn bè nói là nó có người yêu rồi, nên thôi đừng quen nó chi mất công lắm. Thế là rồi em cũng Yeah luôn. Dạ đúng rồi. Còn em thì lần đầu tiên em gặp anh này thì ấn tượng gì không? Dạ không. Lần đầu tiên mà em gặp mà chồng em á là thấy em casting trong đội văn nghệ thì em đậu mà ảnh rớt, cho nên là em không có ấn tượng gì hết. Ủa vậy thì sao mà đến được với nhau? Thì đến sinh nhật của bạn này thì bạn bè mới rủ nhau tổ chức sinh nhật cho bạn. Lúc đó thì em cũng mới biết được là người yêu bạn đó cũng mới chia tay rồi, nên là bắt đầu dụ dỗ nhau. Và vô tình cái đợt đó là cái đợt World Cup. Thế là em càng có lý do hơn để mà rủ nó đi nữa, cứ bắt kèo với anh nha. Ok anh. Cái em bắt đầu suy nghĩ là thôi bắt kèo dưới, giả bộ chấp cao cao lên cho thua để cho ba ăn. Đúng rồi đó. Xong rồi cứ mỗi lần thua cái dắt nó đi coi phim, đi ăn uống, từ từ cái rồi quen nhau. Tức là có chiến lược hết trơn rồi. Trí thiện mà. Kiểu gì thì cũng phải là đi ăn, đi coi phim đồ, gặp nhau đồ. Cứ đi ăn như vậy thì em thấy anh này cũng ok, tức là tính tình cũng được. Nhưng mà cái quan trọng mà để cho em quyết định là bật đèn xanh cho ảnh cua em là do hai anh em đi hẹn ở trong trường đi ăn trưa. Thì hẹn 11 giờ, thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là thông minh. Tức là em hỏi là where are you mà em viết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu thằng này có đầu óc chứ không phải là dạng thường. Bạn này thì bao lâu mới ngã gục bởi anh này? Chắc cũng là từ lúc đó luôn đúng không? Dạ không, chắc phải nửa năm. Rồi sau. Trong nửa năm đó là chắc tấn công ào ạt lắm đúng không Trí Điện? Dạ, nói chung là em lúc mà em cua bạn này thì nhà em ở dưới Bình Chánh, còn bạn này ở quận 2. Cứ tối là em chạy từ Bình Chánh chạy lên quận 2, chạy về Bình Chánh. Mà lúc đó thì xăng nó cũng giá cũng không có cao lắm, nó khoảng chừng 26-27 ngàn lít thôi. Đâu 28 ngàn mấy trăm lận, 29 nhớ. Nhưng mà bà nó có nói đùa với một câu, đó là lúc đó xăng đang là 28 ngàn rồi, bà nó mới nói em là chừng nào xăng xuống 15 ngàn là em cưới anh. Cha vô giọng quá. Dạ, nhưng mà xăng nó lên thôi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là kiểu này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn. Nhưng mà vô tình năm sau xuống 15 ngàn thiệt. Có xuống thiệt, đúng 15 ngàn luôn chị. Ủa vậy đó hả? Dạ, dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Rồi lúc đó làm sao? Từ lúc xăng xuống 15 ngàn là một năm sau thì tụi em cưới. Cưới nhau về bây giờ là được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ 1 năm 8 tháng. Sau khi cưới nhau về rồi, bữa giờ ở với nhau có thấy tật xấu gì lòi ra không? Bây giờ thay đổi luôn, đổi ngồi liền. Cho em kể trước đó. Em kể trước. Đó. Đây gọi là không phải là tật xấu, là một tật xấu mà là chùm tật xấu đi chung với nhau. Đó là xạo chó, nói leo, cãi vợ, hù với nhà vợ để ăn hiếp em. Mà này giống như bả chất chứa trong lòng của vợ hay sao? Một lần đó thì đi vô thang máy, thì ảnh mới hỏi em là em ơi, nếu như mà thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 25 nhà mình thì động năng với thế năng thay đổi như thế nào? Thì em cũng lục hết câu trả lời của em, tại vì em cũng nghĩ là ảnh nói chuyện với mình rất là khoa học. Thì em cũng kêu là động năng dần chuyển thành thế năng, rồi dần cho đến khi động năng bằng không thì mình sẽ đứng lại ở tầng 25. Xong rồi ảnh mới hỏi em một câu rất là trí tuệ nữa. Vậy thì trong lúc mà động năng với thế năng thay đổi như vậy thì cái độ mà hít thở không khí với phổi của mình nó chịu đựng nín thở được trong bao lâu? Em mới trả lời là em không biết thay đổi như thế nào, nhưng mà chắc cái trong tình thế này em sẽ nín thở được 45 giây. Xong rồi anh sẽ nói là thôi em thử đi, trong lúc thang đi lên thì em thử đi có 45 giây không để cho anh đánh rắm. Nghĩa là nó duyên dáng màu là trước đón sau đó, để mà gọi là cái tâm sinh lý đó. Dạ đúng rồi đó, có xả chó đó như vậy chứ. Xả một cái. Dạ đúng rồi không? Dạ có xả thiệt. Trong lúc em đang nín thở thì anh nói câu đó là em đang nín rồi. Xong em kêu ủa vậy là anh đánh thiệt á hả? Ừ thì em nín tiếp đi 45 giây thì cỡ nó mở rồi là hết. Rồi còn gì nữa? Còn chuyên môn làm hồ với nhà em để ăn hiếp em. Ảnh hay bị thích uống nước ngọt thì em kêu là không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chuyên môn bắt đầu mẹ uống Coca không mẹ? Cái xong cái mẹ em cũng thương ảnh. Mẹ em kêu thôi mẹ uống đi. Xong cái ảnh mới là đá mặt lên với em. Anh lấy cho mẹ chứ anh uống nha, chứ không phải một mình anh uống đâu. Xong rồi cái em nói với mẹ không uống nữa, mẹ để im. Mẹ không có uống thì sẽ không uống. Cái xong rồi mẹ em chửi em, cái con này nó đi làm mệt mỏi về cả ngày, có một lon Coca cũng không cho nó uống, ác độc.
suốt ngày bị mang tiếng ác ồn. Dạ đúng rồi, ảnh cứ lúc nào cũng làm cho người ta nghĩ là chồng em giống như là một con ác phụ trong gia đình vậy. Rồi bây giờ tới em đó Trí Thiệt. Tại vì vợ em cũng là hoàn hảo lắm rồi đó, chắc cũng không có tật xấu gì nhiều. Chỉ có cái là hơi tiếc tiền. Mấy dịp lễ này nọ thì em cũng hay, cũng là chồng mẫu mực cũng hay ga lăng là mua hoa mua quà cho vợ. Mà mỗi lần mua về mình thấy hưởng cầm hoa về đó, vợ anh có hoa cho em nè. Cái đó, trời ơi mua chi vậy, mua điện hoa mắc gần chết rồi mua chi, bất công không. Cái lần này đi mua hoa về cũng bị chửi riết em chén không. Nhưng mua hoa mà không mua là không được đó. Dạ đúng rồi. Kiểu như người cũng có đầu óc á anh, bị em chửi hoài cũng thông minh. Tức là ví dụ như là chuẩn bị tới 20 tháng 10 thì trước một tuần đó anh sẽ mua một 50 hoa hồng về cho em cắm. Cắm cho tới qua ngày 20 tháng 10 là đủ có hoa đó. Thông minh. Tại vì mua trước là rẻ tiền nữa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi còn gì nữa? Chuyện thứ hai là em không có ánh sáng nhiều lắm. Còn vợ em thì rất là thích màu mè. Có một lần vợ em bệnh chắc cũng nặng, cái hơi nằm trên giường bệnh xong rồi cái khều khều em lại nói em tưởng là chị quan trọng lắm, chắc là cũng kêu lấy nước hay gì đó để mà chăm cho vợ mình. Nói anh ơi cái gì em, anh xuống dưới kia lấy cho em cái đèn bảy màu đi. Dễ thương quá vậy. Nằm bụng em cứ chứ tưởng coi đèn bảy màu. Đèn bảy màu tới giờ vẫn còn thích không? Dạ giờ vẫn còn thích. Cái đó phải tật xấu giống đâu. Giống như cái quán karaoke. Dạ đúng rồi, quán karaoke. Quán karaoke luôn. Màu sắc không? Rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Những cái mong muốn của em nhất là vợ em bớt nóng tính lại. Cái thứ hai là bớt hạ tiện, bớt tiết kiệm một tí. Nói còn em? Dạ em mong muốn là chồng em bớt chủ quan. Tại vì anh nghĩ là anh thông minh và thật sự là anh thông minh thiệt. Anh nghĩ rất là nhiều. Anh hay chủ quan cho cái tính đó của anh. Cho nên là có nhiều chuyện nó sẽ bị... nó bị hư em. Nhưng mà cái sao mà hà tiện là sao chị? Chưa, cái mà nãy em kể cái vụ hoa đó là chị thấy đâu phải hà tiện đâu. Chuyện em đi, em thì thường hay đi ra ngoài nên em sẽ dùng cái dầu đầu riêng của em của Nam. Vậy em nói sao dùng cái đầu của Nam chim không vậy, mất tiền nữa, xài lại bôi đi đó, tiếc tiền đó. Vậy không, em xài dầu đầu kia. À ừ, cái đó thì đó thì đúng rồi. Cái đó mới là cái mà cần phải nói. Còn cái vụ mà mua những ngày lễ á, có thể từ bông mà mình chuyển ra những cái gì vật dụng để mà mình xài cũng được, chứ không nhất thiết là phải tặng bông, đúng không? Cái việc mà chồng yêu cầu á là hà tiện đó thì là nên thay đổi chút xíu. Thật cặp vợ chồng này quá son, quá quá trẻ, quá dễ thương, quá đáng yêu. Thôi xin chúc hai em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc mãi như thế này. Rồi xin chào hai em. Cảm ơn chị. Cảm ơn tụi em. Tầm tháng đi 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mông ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Là ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi. Điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn. Hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào. Ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó rồi. Thì thành ra là mình bị say nắng. Em mới gọi FaceTime liền, cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Quân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Gia Huy, em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm kinh doanh cho nhà. Gia Huy kinh doanh bên cái gì? Dạ nhà em thì làm về xưởng giấy á. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Mỹ Duyên. Dạ năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại chỉ trông con thôi, với lại phụ lặt vặt trong nhà thôi. Vậy hả? Dạ, nhà trông con thôi. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Ai là người để ý ai trước tiên? Dạ, gặp nhau ở chỗ làm. Hồi đó cả hai đều làm trong sân bay á, thì hai đứa là làm ở hai quầy khác nhau, nhưng mà được cử đi support ở một cái quầy là do cái quầy phở trong sân bay nó đông quá. Thì lúc mà qua bên đó support thì mới gặp bạn này. Nhưng mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh này có phải là em bị đứng hình bởi cái nhan sắc của anh không? Dạ không, hai đứa lúc nào ghét nhau. Lúc mà làm thì có va chạm là không có làm đúng theo cái setup ở cái quầy đó. Thì em có nhắc nhở thì bạn này là lúc đó là phản ứng lại với em kiểu như là đã đi support rồi, muốn làm sao làm, đừng có mà còn nề nếp này nọ. Còn Huy thì sao? Dạ. Huy lần đầu tiên gặp cô gái này thì có ấn tượng nhau? Dạ, mình lần đầu tiên thì cũng là không thích nhau. Tại lúc đó em có bạn gái rồi. Rồi lúc đó là khách đang đông thì mình lấy nhanh cho khách cái muỗng, nhưng mà chỉ là do là cái muỗng đó không dành để ăn cái món đó thôi. Nhưng mà thật ra là đúng rồi, nhưng mà thật ra là khách lúc đó đang quá đông, em thấy là bạn này là giống như là bị nguyên tắc quá đáng, đúng không? Bị nguyên tắc quá đáng. Nhưng mà làm cỡ khoảng chừng tầm tháng đi 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý.
Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Nói chung là nhìn chưa có nhìn cái mặt, nhưng mà nhìn dạ, trước tiên là nhìn cái vòng ba đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Nói như là sau đó là em chắc chắn là phải có tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ là hỏi bạn này là nhà ở đâu, em qua em chở đi làm vậy thôi. Lần thứ hai là rủ đi uống nước. Ok xong cái cũng gần mình cũng lên rồi tương tất lắm xong tới giờ đi cái bạn nói bạn mất đi với bạn à. Cái lúc đó là em đã bớt ghét bạn này chưa? Dạ có rồi, thì lúc sau là cũng kiếm số điện thoại rồi nhắn tin với em qua Zalo không mà, chứ không có xài Facebook nhiều. Thì sau này em mới phát hiện ra là có bạn gái là giấu bạn gái trên Facebook á, cho nên là thành ra là cứ lấy Zalo nhắn tin. Là ông bắt cá hai tay? Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi. Điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Em quen với lại bạn gái trước của em là 6 năm. Nhưng mà giống như là quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm. Mình hay đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà khi mà gặp cô này rồi là giải quyết hết mấy ngọn đồi đó rồi. Dạ, dứt điểm luôn. Lúc đó là support xong là em phải đi ra Hà Nội công tác. Em đi 1 tháng. Thì lúc đó bạn này bạn phát hiện là trước cái ngày đó. Dạ, có một người cũng đang cua em luôn. Thì cho nên là trước cái ngày em đi là hẹn đi chơi, ra là hỏi em luôn là có chịu quen hay không. Nếu mà quen á thì duy trì là vẫn nhắn tin này nọ để tìm hiểu, còn nếu như mà không á thì là thôi luôn á. Em trả lời sao? Thì ngày hôm đó là em đồng ý quen, tại vì 1 tháng nữa là em không có gặp mặt gì hết á. Thì trong quá trình nó tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì đâu. Mình chỉ nhắn tin thôi, đâu có bị gì đâu. Rồi cái tình yêu của các bạn á, từ cái lúc mà yêu nghe cho đến lúc cưới thì nó có những cái biến cố gì xảy ra? Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi, là nhà em lúc đó phá sản luôn. Em đi làm vậy đó, nhưng mà mẹ vẫn có làm lại kinh doanh lại. Thì mẹ mới kêu về nhà làm, nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá, rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm, nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Thế còn gia đình Huy thì sao? Gia đình em thì lúc trước thì gọi là nhà có điều kiện khá giả, rồi ba mẹ ly dị xong cái cũng phá sản. Bắt đầu từ hết lớp 12 là phải tự đi làm. Như vậy là hai đứa yêu nhau trong một cái thời điểm cực kỳ khó khăn. Dạ đúng rồi. Phải tự đi làm, tự có tiền để mà sống. Hồi đó rất là khó luôn, là đi ăn cơm vậy nữa, phải lựa cái quán rồi rẻ nhất mà ăn. Tại vì bây giờ rất là khó khăn. Bây giờ ngoài cái chuyện đó thì trước khi cưới còn cái biến cố gì nữa xem ha? Dạ trước khi cưới thì ông này ổng lại sanh tật. Say nắng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là hồi xưa là em làm ở quán bar, mấy anh chị ở chỗng cũng quý, kiểu như là mình vô mình không có chọc ghẹo ai hết. Tự nhiên đến lúc gần cưới thì mình mới bị kiềm chế không được. Say nắng ngang ngược vậy đó hả? Say nắng ngang ngược. Say nắng ngang ngược là do là gần cưới á, thường gần cưới thì ai cũng áp lực hết đó. Tự nhiên cái em với vợ em gây lộn nhiều lắm. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó đúng thì rồi. Thành ra là mình bị say nắng. Làm sao em biết được điều đó? Tại vì cái giác quan của em nó rất là ghê. Thì cái ngày hôm đó ông này cũng đi làm mà em coi định vị thì không được, tức là không có mạng. Thì em mới gọi luôn, nói đang ở ngoài cà phê, em nói ủa anh ở cà phê mà bây giờ anh không có 3G, không có wifi, anh chơi cái gì? Cái em nói để em nạp cạc cho anh đăng ký 3G cho em. Em mới gọi FaceTime liền, cái ngồi ở giữa cái quán cà phê mà lựa cái chỗ nắng thiệt nắng mà ngồi. Xong rồi cái em hỏi đâu cái bill nước của anh đâu, cái kêu anh không có bill. Cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa, bên nhà em là không biết. Em chỉ gọi điện cho mẹ ông này, em nói là bây giờ Huy vậy á rồi con không cưới nữa, rồi không biết mẹ nói sao với mẹ Huy. Mẹ la mẹ kêu ý là đó giờ chơi chưa đủ hả, đã cưới là phải xác định. Hơn là cũng chưa nói với mẹ vợ cho nên em năn nỉ mình xin lỗi một lần đó thôi, rồi mình chỉ làm thôi. Mấy cái đám cưới bắt đầu mình tự chủ động, mình tự làm, mình tự làm hết. Nói chung là mình sẽ thể hiện bằng mình, cái tự thể hiện của mình tự thể hiện để hết cho vợ thấy. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ 1 năm 7 tháng. Cưới được bao lâu thì mới có con? Dạ rồi, vừa dạ. Lúc vừa đi tùng trăng mật là có. Là dính có bầu luôn. Rồi bây giờ bạn chồng có tật xấu gì không? Tật xấu của Huy hả? Thì chỉ là mấy cái không cẩn thận thôi, với lại trí nhớ không tốt á, thành ra ví dụ như đi đường á thì không biết đường. Mà em rất hay kêu là anh phải chủ động coi Google Maps hay gì đó để sau này chở con đi học hay là như thế nào đó biết đường mà đi, thì lại không chịu chủ động mấy chuyện đó.
còn không cẩn thận, giống như là làm gì cũng làm đại cho xong vậy đó. Mà còn trách ngược lại em là do em nguyên tắc quá chứ không phải là do Huy không cẩn thận. Bây giờ em có con gái hay con trai? Dạ con trai. Con trai chắc là Huy chắc mê con lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Huy... mê con mà có mê vợ không? Dạ mê con với mê tạ chứ không có mê vợ. Mê tạ, tôi nghĩ là tạ lắm. Thường xuyên là ở trong phòng tạ. Dạ đúng rồi. Ngày đâu đâu được thường xuyên làm, đâu. Không được. BT là thường xuyên luôn. Chỉ có bây giờ từ Tết tới giờ mới là phụ nhà kinh doanh là mới ở nhà. Mỗi lần mà em đi tập là hay kiếm chuyện. Giống như là ghen với tạ vậy. Em đi dạy tự do đi. Tới cái giờ phải đi rồi thì dạy em nói hôm nay mưa, ba mày cũng bỏ đi, bỏ mẹ con mình nói này nọ rồi nói này nói kia, cái thứ là mình phải ở nhà. Em nói là giờ em làm sao được, nhưng mà phải cho em 2 tiếng để em đi tập. Đó là bắt buộc phải cho em đi tập. Thì bây giờ cũng kiếm chuyện cũng nói để sao cho em nghỉ. Bây giờ mà có mắt làm cho nhà cũng phải đi tập. Sáng 5 giờ sáng thức dậy đi tập, mà cái giờ đó ví dụ như mà kêu dậy làm gì khác là đâu có dậy nổi, mà kêu đi tự động chủ động dậy đi tập thì đi. Tả em. Mà mấy không biết mê cái gì mà mê còn hơn mê gái luôn, nói thiệt luôn á. Cái đó là đam mê, cái này chị phải ngưng lại chị nói liền. Em đừng bắt chồng em bỏ cái đam mê đó nha. Tại vì em biết sao không? Dạ. Đến một lúc á, khi mà cái tuổi bắt đầu nó lớn rồi đó ha, mà chồng em mà không có thể thao á, em sẽ thấy rất là mệt mỏi. Cho nên với những người đàn ông mà có thói quen thể thao là cực kỳ đỡ cho mình. Thành ra là với những người chồng mà có cái một cái đam mê thể thao, em phải giữ cái đam mê đó, mốt đỡ đần ngược lại cho mình. Dạ. Rồi giờ tới Huy nè. Vợ em thì hay có cái tật là giống như là nóng tính lắm. Nóng một cái là xì ra trước mặt mọi người luôn. Là nè em luôn. Em kềm mà nhiều chửi em nữa là bắt em phải mở miệng nói chuyện, không được kềm. Giữa chốn đông người. Giữa chốn đông người. Thế là em về nhà em cũng không nói chuyện hết. Phải để cho qua ngày mai thì em mới nói. Hay là đang có hẹn với ai đó, ví dụ như mình có hẹn là đi ăn, đi uống hay đi chơi hay đi sinh nhật hay đi gì đó quan trọng hay cũng không cần biết. Giận đùng đùng cái là anh đi tôi ở nhà. Rồi bây giờ cái mong muốn của em với vợ em là gì? Thì em chỉ mong muốn vợ em là ví dụ như có gây nhau á, hay là có bực mình quá chuyện gì đó thì để đó tối về hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Đúng rồi. Rồi còn em, mong muốn Huy thay đổi điều gì? Dạ thì chỉ có cái việc tập tạ của Huy là em thấy nhiều lúc nó vô lý quá thôi. Bây giờ em mong muốn làm sao để và phân bổ như là bố trí cái thời gian tập tạ để cho nó vừa phải. Dạ cái phân bổ của Huy á là có, nhưng mà có những lúc mà giống như là không có thời gian để phân bổ cho việc đó thì vẫn dành cho việc đó. Bây giờ vậy nè, chị nói em nghe, tụi em hiện giờ nó đang là vậy nè, em phải nhớ em quen với người đàn ông này em đã qua quá nhiều những cái khó khăn, những cái gian khổ. Bây giờ trong mắt em người ta đang rất hoàn hảo, giờ chỉ còn có mỗi cái vụ mê tạ thôi. Để cho người ta mê thì em phải cho người ta một con đường người ta xả. Đúng rồi. Còn đúng. Em mà bích hết rồi là một ngày nào đó hả, trái banh mà nó bể một cái là coi như xong. Cho nên cái chuyện mà mình phải giữ sĩ diện cho chồng mình, trời ơi, mình yêu là mình phải giữ sĩ diện, chứ mình không có được chà đạp, mình cũng không có được chứng tỏ cho mọi người thế là đó, bây giờ ông yêu tôi như vậy đó, tôi muốn làm gì tôi làm. Không, đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Đương nhiên bởi vì em còn trẻ, em chưa có trải qua nhiều những cái kinh nghiệm, cho nên là người đi trước, chị chỉ chia sẻ cho em cái kinh nghiệm đó thôi. Dạ. Hiện giờ em là 80% trong ảnh, phải giữ cái đó và giữ hơn như vậy bằng cách khác chứ không phải bằng cách mình đang làm. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc như vậy mãi mãi nha. Dạ, rồi, xin chào. Cảm ơn. Tại sao con cao khiêm tốn quá vậy? Chắc do gen đó chú. Còn nói chuyện với nó mà đứng gì? Nó chắc phải 2 mét á, chứ không phải 1 mét 8 đâu. Kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con yếu lả, con sợ ổng bị bê. Mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần, tính ra cả chục lần á. Nhưng mà anh cũng sợ có bầu. Rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái. Tại vì lúc đó không có xác định cưới, cho nên là không làm gì hết. Lúc con cưới chồng về, con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc. Em làm con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong, mình vừa mới sinh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá, thật sự là quá lớn, quá sức với con. Quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 1. Cưng cao mét bao nhiêu, nói đi cho chú Bin hết hồn coi. Con xin chào chú Quốc Thận, con chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, con tên là Sang, con cao 1m98 ạ. Cậu còn đứng lên cái coi. Tại sao con cao khiêm tốn quá vậy? Chắc do gen đó chú. Con nói chuyện với nó mà đứng gì? Nó chắc phải 2 mét á, chứ không phải 1m8 đâu. Tại con mang đôi giày nên là chắc là đúng chào 2 mét là cô. 2 mét đó con là vận động viên bóng rổ hay sao? Dạ, lúc trước con là vận động viên bóng chuyền ạ. Bây giờ chị như em là không bao giờ chị đứng lên.
Tại vì tự nhiên mình show up cái xấu của mình cả. cái thua thiệt của mình ra làm gì không? Con sao con 1m9 mấy nói nghe coi. Con có 1m7 thôi ạ. À? Bây giờ thì con làm gì, con giới thiệu về mình luôn rồi. Đi trước đây con là vận động viên bóng chuyền, nhưng mà sau thời gian tập luyện thì con chuyển sang công tác huấn luyện. Với cái chiều cao như vậy là con có khó khăn trong những cái sinh hoạt bình thường không? Mới đầu thì khi mà đi đường con cũng hơi bị ngại, bị tự ti á cô. Tại vì ai cũng nhìn mình với ánh mắt hơi bị ngạc nhiên một chút á. Từ từ con cũng quen, con cũng thấy vậy cũng hay. Tại vì mình nổi bật trước đám đông thì cái hay mà chú thấy rất hay. Thực ra là con á, tự nhiên con nói con tự ti về cái chiều cao làm cô cũng hết hồn. Cái nhân dáng của con về cái chiều cao như vậy là đáng lý người ta phải mơ ước chứ. Mà mốt đồ chắc cũng khó đúng không? Dạ, tất cả đồ của con làm phải may hết á chứ. May hết luôn chứ không có sai. Rồi mời con. Con dạ con tên Nhi ạ. À, nay con 25 tuổi, hiện tại con ở nhà nội trợ, với lại con cũng đi làm thêm công việc diễn viên tự do cô, với lại màu ảnh. Dạ trước đây có làm cái công việc gì về thể thao được không? Dạ lúc trước con cũng là vận động viên cho nên là mới quen được chồng con. À ngày xưa chắc là con mê trai quá nên mới gặp ổng. Dạ, tại vì hai vợ chồng đi đấu chung á mà mình thấy ảnh cao to nè, đẹp trai đó, cũng trắng trẻo nữa, nhìn như chai hàng quỷ vậy, ghi quá nhưng mà không có dám thổ lộ. Sau đó thì con mới nói với mấy anh chị trong đoàn, anh nói là không biết anh này sao mà mình cũng tập, anh cũng tập mà trước giờ không có để ý, mà hôm nay mới thấy kiểu thấy rất dễ thương, không biết là có người yêu chưa. Sao mấy chị nói chưa đâu em, chưa đâu. Đó, em cũng xinh gái mà, thôi để anh chị làm mai thử. Em cũng khoái, không biết là lúc đó ổng có khoái chưa. Hẹn nhau thì tầm lúc đó 12 giờ đêm mình ở cầu thang gặp nhau nói chuyện, rồi quen biết nhau từ đó. Đi chung là ấn tượng tốt. Dạ. Thấy còn Sang thì sao? Lúc mà con mới gặp cổ thì con cũng không có để ý lắm. Thì lúc đó con mới bị bồ đá, cho nên là con cái cảm xúc của con lúc đó nó cũng hơi lẫn lộn. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là con nghĩ là lúc đó con cũng cần một người để thổ lộ những cái tâm sự của con thôi, chứ con cũng chưa có chưa nghĩ tới là nghĩ tới. Sẽ tiến xa hơn đúng không? Thấy cổ cũng cao rồi, nói chuyện cũng hòa đồng, cũng hiểu kiểu như hiểu như tâm sự của con á. Rồi đó là lần đi thi đấu ở chung với nhau. Dạ đúng mà rồi. Mà sau đó thì sao? Về rồi ai chủ động đi? Chắc chắn là chị đoán là biết em cần gì hỏi. Con tấn công đúng không? Dạ. Còn chủ động tấn công sao đâu, nghe. Lúc mà đi về thành phố rồi, nhắn tin không trả lời, làm lơ con luôn, giống như là hai đứa chưa từng gặp nhau rồi, chưa từng biết vậy đó. Lo con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, anh làm gì đó, rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không. Nếu mà buồn quá đi có phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui. Dạ, đeo đuổi lâu dữ lắm, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi á, mà cũng vẫn không quyết định yêu. Xong rồi con mới nói thôi bây giờ, nếu mà em có đơn phương vậy hoài không có được, tại vì mình cũng con gái, mình chờ đợi người ta lâu quá. Mà anh này kiểu dạng như không biết trong lòng nghĩ sao nhưng mà vẫn muốn quản con, nhưng mà lại không chấp nhận cho con quen ai hết á, kêu làm người yêu thì không chịu. Xong con mới nói bây giờ nếu mà không yêu được thì thôi cũng không làm bạn, tại vì đơn phương nó khó chịu lắm. Cho nên là con mới nói thôi bây giờ mình cắt đứt đi, bây giờ anh không chịu nữa thì thôi em đi kiếm người khác em quen, em sống cuộc sống của em chứ em có hướng về anh rồi anh hướng đi đâu mà anh vẫn quản em, sao em sống được. Xong rồi cái cắt đứt hết. Tại sao vậy con? Tại sao lúc đó con không chấp nhận mà con lại không muốn buông người ta? Dạ, không phải là không chấp nhận nhưng mà cũng kiểu như thích rồi đó, nhưng mà con không có dám làm giá đúng không? Không à. Cũng kiểu như là mình quý cô này nhưng mà mình cũng mới bị tổn thương á. Không dám đón nhận nhưng mà lại tiếc, cứ trèo kéo như vậy. Ồ. Đến một ngày nọ bạn này quyết định cắt đứt đúng không? Dạ. Dạ. Thì lúc đó là con, cái tâm trạng con làm sao? Kiểu như là tiếc quá hơn, muốn giữ nhưng mà chưa có dám thổ lộ. Ủa nhưng mà con xinh mà, trong cái thời điểm đó bộ không có chàng trai nào theo đuổi con hay sao? Dạ nhiều lắm mà mình bị tiếng sét ái tình. À cho nên phải thích ông này. Ủa, mình thấy ông cũng tội nghiệp quá. Con nghĩ là trong lòng con suy đoán thì chắc cũng không sai. Con nghĩ là chắc bây giờ ảnh đã thương mình rồi cho nên ảnh mới quản mình như vậy. Tại vì khi mà con nói con đi uống cà phê hay chơi với một người bạn kiểu như là khác giới thôi là ảnh cũng cảm giác là tỏ ra khó chịu rồi. Cho nên đó là kiểu như là con thử thách ảnh á. Con mới cắt đứt hết mọi thứ thì ngày hôm sau ảnh nhắn tin cho con kêu anh nhớ em quá. Rồi kêu nó ủa sao không chịu đồng ý hết trơn, rồi mới ngày hôm sau nhắn tin lại liền luôn. Tại sao em đợi đến khi mà cô ấy là muốn coi như là muốn dứt em mới coi như là mới níu lại và em mới thể hiện, em mới bày tỏ cái tình cảm của em? Mình quyết định sớm quá thì nhiều khi mình lại gặp một cái tổn thương tiếp theo đó cho mình. Sau 4-5 tháng mà mình tìm hiểu, mình cũng có nhắn tin qua lại thì mình thấy là cô gái này thật sự là tốt. Cổ quan tâm từng thứ về mình hết á. Nhưng mà sau 4-5 tháng đó là tự nhiên cái cô này cổ không chịu nữa, cổ cắt hết liên lạc luôn, thì bắt đầu mình mới sợ. Quán liền đúng không? Đúng rồi. Mình chưa kịp
Có chứ, 4 năm tháng mà anh không nói chứ không phải là không kịp nói. Trước khi cắt con có nói, bây giờ lần cuối cùng em hỏi anh là anh có muốn em làm bạn gái anh không? Nếu như mà anh vẫn trả lời không thì thôi từ tối nay là ta cắt đứt luôn. Thì con mới chặn liên lạc chồng mọi thứ. Khi nào thì mới là gọi là chính thức yêu nhau? Là 1-2 ngày sau đó. Có tỏ tình không? Có, tỏ tình nhắn tin là yêu anh đi đó. Yêu gì đó. Có gặp mặt nhau để tỏ tình anh không? Anh nhớ em quá đó. Dạ dạ có gặp nhau đó, đi chơi gặp. Nắm tay thì vẫn còn dè chừng lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là khi nào? Cái kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê. Buổi tối đó thì cổ cũng thách con á. Quen nhau cũng lâu rồi, giờ anh có dám hôn em không? Bao lâu mà biểu là lâu? Từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải 1 tháng sau. Toàn là cô ấy chủ động hết á. Dạ. Mà em có dám hôn không? Dạ có chứ, dạ có chứ. Sao không? Ta men rồi, đàn ông mà mắc cười quá. Như vậy mà cái người mà mình thương dính cái miệng con nữa cô. Không chịu dính luôn. Ấy là hôn hả, chưa kịp dính thì rút ra bà vậy đó. Vậy đó, quá. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì được nhau hết. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì hết. Dạ. Anh hiền quá, nó không có chủ động, không có dám. Là sao đâu, không thể chi tiết con. Anh về chừng, anh cũng sợ có bầu. Rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái. Tại vì lúc đó không có xác định cưới, cho nên là không làm gì hết. Hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư? Dạ có rất là nhiều, kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở dạ. đâu? Ở nhà hay là ở... Dạ, ở khách sạn luôn. Ở khách sạn đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết. Con sao? Lúc đó con suy nghĩ sao? Lúc đó con nghĩ tại ổng trắng trẻo á, mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con ỉu lả, con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần tính ra cả chục lần á, nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về thì kéo vô đó coi tivi, mua trà sữa vô uống, chơi game, nắm tay sờ sờ chơi vậy đó, xong rồi không làm gì hết. À, đi về. Dạ đi về. Ủa sao vậy sao? Dạ. Lúc đó con cũng kiểu như xác định là quen, là mình quen nghiêm túc á, cho nên là mình phải xác định cô gái này là mình phải giữ cho cổ tới lúc mà mình làm đám cưới, cho nên là mình không có được. Lúc đó cũng phải kiềm chế dữ lắm mấy con. Trời ơi con ơi. Nhưng mà con có dụ không? Dạ không, con không có dụ. Ví dụ hai đứa vô đó cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ôm nhau một cái ngủ. Bạn này kềm hãm quá là hay luôn, đúng không? Dụ. Có rất nhiều cặp vợ chồng coi như là 10 năm quen nhau 10 năm mà giữ cho đến cái đêm tân hôn luôn. Cho tới ngày cưới luôn hả con? Giữ tới ngày cưới luôn. Bao lâu thì mới dẫn nhau về nhà để mà ra mắt phụ huynh? Dẫn sang về nhà thì ba mẹ có vợ òa với một cái chàng trai và với một cái chiều cao dữ dội như vậy không? Dạ lúc đó quen nhau được 7-8 tháng là đã dẫn về rồi. Tại vì lúc đó con về quê con đánh giải bóng truyền cho quê của con á, thì ảnh cũng đi theo. Đi về xong ngày xưa mà ở quê mình thì thường thường mặc mấy cánh cửa có huyết vôi á cô. Anh đụng một cái đợt là vôi rửa rớt xuống mẻ luôn mẻ nhập. Bây giờ con thấy đầu rớm rớm máu và đỏ rồi. Vậy còn thẹo không? Dạ không, nhưng mà cái tường nó vẫn còn nứt. Dạ cái tường nứt rồi. Rồi nằm ở trên giường hay là nằm dưới đất? Ở quê con là trải nệm. Cái vụ đụng đầu đó anh không để ý, mới về anh không để ý, một ngày đụng 4-5 lần cái chỗ đó sưng hoài luôn vậy đó, không hết, không một cục luôn. Anh cũng tự ti về cái chiều cao của mình, tại vì nhiều khi cao quá người ta ra kiểu người ta không biết là khen hay chê, mà má sao thằng này nó ăn gì nó cao dữ vậy. Cái ảnh mới kêu ủa cao chứ mắc gì chửi con. Kiểu như quê ta hay dạ, từ cái đẹp câu cửa miệng mà đâu đấy ai cũng nhìn. Rồi các con là quen nhau là 3 năm mới đám cưới hả? Dạ tình yêu suôn sẻ hết đúng không? Suôn sẻ cho tới khi con sanh em bé được 2 tháng. Lúc đầu là hai vợ chồng chưa có quyết định là kết hôn đâu, nhưng mà mẹ của anh á bảo là thôi, thấy bây giờ hai đứa thương nhau cũng lâu lắm rồi, cũng tính toán để cho hai đứa kiểu hỏi gia đình hai bên để cưới á. Con thì không biết là lúc đó mẹ đang bệnh hiểm nghèo, bệnh rất là nặng mà mẹ giấu hết, cho nên là mẹ muốn lo cho chu toàn mọi thứ, thì lo ngay cả đám cưới cho tụi con luôn. Mẹ đặt nhà hàng hết rồi, bây giờ mời thiệp rồi, xong rồi 3 tháng nữa là có ngày tốt thì thôi hai con cưới luôn đi. Hai vợ chồng cũng lúc đó rất là vui mừng, tại vì mình còn trẻ quá, chưa có sự nghiệp, chưa có gì hết, mà bây giờ mẹ cho mình cưới sớm vậy. Lúc đó không có nghi ngờ gì hết. Cưới về lúc đó mẹ con muốn có cháu á, cho nên là mẹ bảo là thôi con có bầu đi, con có bầu được 6 tháng rưỡi thì con thấy mẹ con ngày càng yếu đi, mẹ con mệt dần, kiểu cứ đi bệnh viện vô thuốc rồi mẹ cứ nằm suốt vậy đó. Lúc đó con là cảm giác là mẹ con mệt, mẹ con yếu lắm rồi, còn con thì bị đau ruột thừa, với lại con có thêm 2 cái khối u ở trong buồng trứng nữa, cho nên là con phải mổ. Lúc đó là con rất là sợ luôn, tại vì bác sĩ nói là có thể là giữ được mẹ chứ không giữ được con. Vài tháng sau con sanh được 2 tháng thì ngày đó mẹ khó thở là mẹ đi.
Trong cái rủi á, thì nó lại có những cái mà như điều mẹ mong muốn. Thấy được dâu, thấy được cháu luôn. Mà dâu á, là con, cái xác suất mà cái khối u đó đó mà con cứu được cả mẹ cả con là quá hay đúng không con? Dạ, cái đó cũng là lý do tại sao bây giờ con không có chơi thể thao lại nữa. Tại vì bây giờ con rất yếu rồi. Mẹ rất là thương. Mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho con, với lại cho em con đầy đủ mọi thứ, không có thiếu thứ gì hết á. Nhưng mà tới ngày mẹ mất là hai vợ chồng con không có gì hết. Ba sao? Ba con và ba dưỡng thôi. Có gia đình riêng rồi dạ. Cái cuộc sống hiện tại của hai đứa như thế nào? Anh thì ban ngày anh làm hành chính nhân sự ở ngân hàng. Buổi tối thì anh đi làm huấn luyện viên bóng chuyền thêm. Còn con thì con đi làm diễn viên. Hai vợ chồng rất khó khăn. Nó mùa dịch nữa. Chồng con bị Covid xong rồi chồng con phải đi giao hàng nữa chứ. Tức là bạn có dính Covid nữa. Con thấy lúc mà bị xong rồi tới giờ kiểu như là cái phổi con không biết có bị ảnh hưởng không. Nhưng mà con thấy con làm cái gì đó một xíu là con mệt. Lúc mà cái bị mà cái thời gian mà giãn cách á, thật sự là rất là khó khăn luôn. Tại vì ở nhà suốt 2-3 tháng trời luôn, không có làm ăn được gì. Đúng rồi, mà phải trả tiền nhà. Con nhỏ nữa, ảnh phải sống chung với con rồi ở nhà với ảnh F0, con phải lo hết. Phòng trọ nó nhỏ nữa là con phải lấy một cái rèm con kéo ngang và con để ảnh ở bên đó. Bên này con thì nó nhớ cha, nó cứ kêu ba mít mà cũng không có cách nào luôn. Hai vợ chồng rất là khổ. Ngày xưa con mẹ đâu có như vậy. Lúc con cưới chồng về, con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc. Em con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong, mình vừa mới sinh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá, thực sự là quá lớn, quá sức với con. Con không nghĩ là hai vợ chồng con kèm theo đứa con mà bây giờ trong tay hai vợ chồng không có nổi 10 triệu bạc. Bởi vì ta nói cái con mà mồ côi mẹ đó khổ lắm. Cái mơ ước mà nhỏ nhoi mà cũng không hẳn là nhỏ nhoi nhất của cả hai vợ chồng con bây giờ là gắng làm kiếm nhiều tiền rồi là để dành từ từ để mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi sẽ được. Con bây giờ con làm đủ mọi cách là làm hết tất công việc nào mà làm có tiền thì vợ chồng con rất là thương chồng con. Chồng của con phải gánh 4 năm công việc một lần mà ngày trước không bao giờ có chuyện đó. Còn mẹ con chỉ nói là chỉ muốn anh đi làm về là chiều phải xâm họp hết ở nhà. Còn bây giờ tới 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ở nhà. Chị giao hàng. Đi giao hàng hả con? Dạ. Anh phải giao hàng thêm. Tại vì tiền đã sửa cho con, tiền chợ, mọi thứ gồng gánh. Con chỉ đi làm thêm được những ngày mà khi có ông bà phụ giúp thì con mới đi làm được. Còn không là con phải ở nhà cũng chăm cho con mà nữa. Cái chi phí của hai vợ chồng con á là bây giờ là một tháng là phải bao nhiêu? Một tháng phải chơi 15 mới đủ. 15 triệu hả? Dạ, tại vì ăn uống cho cả tính ba tiền nhà, người. Nhà cửa nữa đúng không? Hôm nay đó là con được trải lòng và con được nói hết. Và thậm chí con khóc được như vậy là chú rất là mừng. Mình để trong lòng nó khó chịu lắm. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tác bi đông cũng cạn. Mừng cho con là con nói câu là thấy chồng con rất thương chồng con. 12 giờ đêm mà vẫn chưa về. Đó là cái sự thấu hiểu với nhau. Trong cái lúc mà con bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất á, thì cũng còn vợ con ở lại cạnh với con. Thương con rất là nhiều. Chỉ cần cố gắng yêu thương nhau, tin tưởng nhau thì các con sẽ có được nhiều điều tốt lành đối với các con. Cứ yên tâm đi, rồi cơ hội nó sẽ tới thôi nha con nha. Mà vợ con là có tật xấu gì không? Vợ con không có tật xấu gì hết á. Nhưng mà đôi lúc á thì hay ghen lắm. Ghen chứ, trời ơi chồng gì mà không ghen sao được con. Thôi con ha, con ha. Nhưng mà ổng nói chung là cũng có kiểu dị dị như vậy nè. Nó sợ gì nữa ta, đúng không? Sợ gì, ông ghen, trời ơi ông giỡn hoài ông nội. Ai có phụ nữ nào mà khoái cái ông cao ngồng ngồng vậy. Hết sức bậy bạ thiệt. Cao nhưng mà đẹp trai Với lại hiền nữa. Không phải là người ta muốn giật chồng mình hay gì mà người ta thấy anh này như vậy người ta thích thì không phải là của mình người ta cũng dành về. Với lại cao cao hiền hiền. Ghen không? Ghen, ghen. Mà ghen đúng không? Hay là ghen bệnh? Ghen dễ thương. Cũng không hẳn là ghen dữ dằn nhưng mà kiểu như quản lý ấy cô. Sao đâu quản lý sao? Vậy đó anh. Facebook rồi Zalo là cái gì là miễn có con gái mà tới nhắn tin hoặc là hỏi về công việc thôi là cũng không phải biết cái cô này là ai. Trời ơi, đó là con không cần phải chối cái chuyện đó bởi vì sao đó là quyền của con. Chồng con cũng ghen chứ không phải một mình con. Vậy đó hả? Đó là... Ngày xưa chưa cưới nhau ảnh cũng tùm lum mà kiểu con trai mà được con gái tỏ tình nhắn tin rất thích nên là thấy trong Zalo điện thoại quá trời gái luôn. Mê gái nữa. Nhưng mà bây giờ còn không? Không dám. Ngoài cái ghen còn cái gì nữa không con? Ở nhà bả mặc đồ kiểu như xề xà một chút á. Nhưng mà con cũng hiểu đó là do già có con cái rồi thì nhiều khi nó không được tươm tất á. Thì mình nhìn á thì mình mắc cười. Nhưng mà mình cũng hay chọc bả sao à? Em ở nhà em mặc đồ sao giống nhìn giống ô xin quá vậy. Em thì con hỏi lại em đẹp gái không đẹp.
Thì thôi, đẹp kiểu như là con cũng muốn dạ con đẹp cho nên là nhìn một chút này mình thương thì mình mới khuyên là ở nhà thì mặc đồ nhìn cho nó dễ thương một chút, mà cái bộ đồ gì mà ngắn ngủn mà chấm bi màu hồng. Nhiều khi né sao, nhiều khi mặc đồ đẹp là sexy quá rồi thêm đứa nữa là chết luôn. Dạ. Bây giờ thấy con đó. Dạ, con đi ra ngoài con mặc đẹp chứ, anh mặc gì đẹp dữ vậy cho thằng nào nhìn. Đó, con thấy con không? Đi đóng phim mà thấy không? Con đi quay con phải mặc đẹp một chút, dầu vô vai sexy mà biểu con mặc bằng người ai cho con đóng. Không mâu thuẫn, mâu thuẫn đàn ông mâu thuẫn lắm. Có nghĩa là bé chồng cũng ghen đúng không? Dạ. Đi ra đường là con phải make up rồi đẹp lắm, tại vì mình phải thay đổi hẳn cái cuộc sống của mình đi, tại vì mình ở nhà mình đau khổ rồi. Thì mình ra đường mình phải thay đổi để làm cho mình tự tin hơn. Chú đồng ý với cái suy nghĩ đó. Dạ. Với lại cái công việc của mình nó đòi hỏi như vậy, vì mình đóng vai nào thì mình phải diễn tròn vào vai đó, chứ không thể nào ngày hôm đó người ta cần mình chỉnh chu mà mình lè lẹt mình đi ra đường là không được. Người ta nói nhỏ này sao trên ảnh nó khác mà ở ngoài nó lại khác, rồi người ta không bút mình đi thì mình không có tiền. Còn cái gì nữa không ngoài cái ghen ra? Thật sự con rất là thương ảnh nên con họ thấy tật xấu cũng thành đẹp. Cho nên là chỉ có một điều chắc tại vì khổ quá cho nên là nhiều khi đôi lúc anh hơi tính toán một chút, kiểu làm cho mình hơi khó chịu, nhưng mà thôi thì cái này vợ chồng mình có thể góp ý được. Tại vì nhiều khi anh đi làm nhiều công việc rồi, mình ở nhà nhiều khi mà anh sợ mình còn trẻ quá, mình không có thể nào mà mình lo mọi thứ chu toàn về tiền bạc. Nhiều khi tháng này sẽ bị hụt tiền, tại cũng sẽ có những tháng rất là hụt, tại hai vợ chồng đâu có tiền đâu. Anh cũng rất là lo, nhưng mà có nơi thì thôi thì em cũng đi làm, em cũng kiếm được tiền. Thì em biết mà, đi làm rất là khổ, đi từ 2-3 giờ sáng người ta gọi mình đi, mình cũng phải đi, mình cũng phải bỏ con mình đi. Con cũng mong chồng là tin tưởng con. Bây giờ thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là chồng con làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho con với con của con nữa. Tại vì có nhiều việc anh làm theo cảm tính của mình, anh không chia sẻ cùng con. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Đối với con thời điểm này thì con không có muốn vợ con thay đổi gì hết á, tại vì vợ con đối với con là quá tốt rồi chứ. Hai vợ chồng cũng không có còn gì nữa đó, giờ bắt đầu từ bàn tay trắng thôi, cho nên là đến với thời điểm này thì vợ con đối xử với con là quá tốt rồi. Hai đứa ngay lúc này là lúc mình cần nhau nhất. Cô biết con đi làm kiểu với cái tần suất như vậy con mệt lắm. Đã vậy bây giờ con mới bị bệnh xong á, cái phổi của con nó yếu nữa. Yeah. Cho nên có những lúc có thể là về cảm xúc á, bạn không đè nén được, bạn có những cái có vẻ là hơi có thể làm sẽ làm con bị tổn thương một chút. Nắm tay nhau thật chặt đi nào. Đó. À, không biết Sang có muốn nói gì với vợ hay không? Những cái chuyện mà trước đây anh có làm mà anh không có suy nghĩ, em bỏ qua cho anh. Có làm được cái gì được làm á, thì anh cũng phải cố gắng anh làm để anh cho hai mẹ con được đầy đủ. Chứ anh không có buông tay, có từ bỏ hết. Mặc dù là anh rất là muốn buông xuôi luôn sau cái sự mất mát của mẹ anh, hoặc là cái chuyện mà hoàn cảnh đưa hai mẹ con ra như thế này, anh không bao giờ muốn. Chỉ cần mà cái suy nghĩ của anh á, mà nó luôn hướng về hai mẹ con em á, thì em luôn tôn trọng quyết định của anh. Đứng lên ôm nhau một cái nào. Nó đẹp đôi gì đâu. Cảm ơn hai con đã đến với chương trình lần sau.